phụ chát na về cha mang đi xích hạ bát đăng sam ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời nát chát ghi tát và đi tát vi su ukadasana mà là gần có bị đề bát tát đà văn nặng mandana vi phụ khana tha na về Ramani Sekha Bandang Sama Iyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nakcha Gita wa Dita Visu Kadasana Malagan Tawile Panatha Chana Mandana Vifu Sanatha Na We Chamani Sikha Padang Samadhi Yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha Siena Maha Siena Ve Ramani Sikha Badang Sama Diya Ammi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ocha Siena Maha Siena Ve Ramani Sikha Badang Sama Diya Ammi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhapang nyatang uposathang imang charatin imang jadiwasang sammadewa afirakitum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposasi valasena iman jaratani iman chidivasang satukang katwa apamena sapma rakhitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân yên tí, si lê na phô ga sám ba đa, si lê ni nếp bu tân yên tí, tas ma si lê ngươi xôn thạ dê. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung, họ sanh chứng đắc niết bàn. Do vậy, hành giả dốc lòng tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Đầu năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, tự thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vọc
trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nupavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavana sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Con thành kính lãnh lễ hòa thượng Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Kính mời tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính cảm ơn cô Huệ Ngọc và cảm ơn quý sĩ, cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Ban Talk Facebook và Zoom mỗi ngày giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Phoenix 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022, Phật lịch 2565, bài học hôm nay môn học kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 5 Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, bài 9 kinh Sela Xuất Tăng. Con tạo và tạo vật là hai hay một? Tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chúng con xin được thành kính thỉnh hòa thượng Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Bụt Thaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng ta hôm nay đi vào một bài kinh trong Phẩm Tỳ Kheo Ni, và giống như những bài kinh khác trong phẩm này thì chúng ta là trở lại hình ảnh của những vị thánh ni đi vào trong rừng sâu, tĩnh tọa ở dưới một cội cây hay đứng dưới một cội cây, và ở trong rừng vắng như vậy thì ác ma tìm cách làm cho các ngài kinh động. Nhưng mà ngoài cái sự cố ý mà ác ma làm cho kinh động, thì ác ma lại quấy rối các ngài bằng cách nêu lên những vấn nạn. Thật ra nếu mà không có được sự đời xác đáng vượt tầm hiểu biết của ác ma, thì ác ma sẽ lấy đó để quấy nhiễu các ngài. Thế vậy, tất cả những bậc thánh ni đề cập đến ở trong phẩm này đều là những bậc chẳng những hoàn toàn giải thoát, mà các ngài đều là những bậc thông tuệ ở trong cách ứng đối. Và khi ác ma quấy phá bằng cách nêu lên những câu hỏi hóc búa, các ngài trả lời dựa trên cái sự chứng ngộ với cái tuệ giác siêu việt của các ngài. Trong bài kinh ngày hôm nay thì ác ma lại hỏi một vấn đề nó mang tính cách truyền thống, là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, những vị triết gia và những nhà tôn giáo thường có cái tranh luận với nhau là khổ, cái
cái người tạo nhân và người gặt quả là một hay là hai. Mình mới nghe tưởng đâu đó là một câu hỏi triết lý, nhưng mà kỳ thật là một câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì người ta nói rằng người gieo nhân và người gặt quả là một đó, thì điều đó sẽ rơi vào ở trong một cái ý niệm biến, có nghĩa là chúng sanh không có thay đổi, và chúng sanh kiếp trước như kiếp này cũng là một, giống nhau thôi. Và nó là hai, nếu không phải là một, mà cái khổ mình do người khác tạo đó, thì như vậy có nên nói rằng mỗi chúng ta nên chịu trách nhiệm về hành động của mình hay không? Dạ, thành ra cái khổ do mình và cái khổ do người khác tạo, nó là một cái câu hỏi muôn thuở về sự hiện hữu của chúng sanh trong đời này. Câu này nó vẫn là một triết lý, cho dù chúng ta cho nó một triết lý, nhưng mà kỳ thật đó, nó lại là một trong những cái hệ luận rất là quan trọng của giáo lý vô ngã và của giáo lý Phật pháp, của giáo lý duyên khởi, nằm ngoài cái quan điểm gọi là kiến và đoạn kiến. Chúng tôi mời quý Phật tử lắng nghe ý nghĩa của lắng nghe chánh văn bài kinh này, và sau đó là lời giảng dạy rộng rãi của Thượng tọa Pháp Tịnh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay, và con kính cảm ơn sư. Bài 9 kinh Sela, con tạo và tạo vật là hai hay một, dẫn nhập. Có những luận điểm nghe rất giản dị nhưng không thể trả lời nhanh gọn mà cần phân tích rõ ràng. Ở đây nói về người tạo nghiệp và người gặt quả là hai hay một? Câu trả lời theo Phật Pháp không phải là hai mà cũng chẳng là một. Đó là một tiến trình sanh hóa tiếp nối theo dòng sanh diệt. Khi tạo tác thì năm uẩn khác, khi gặt quả thì năm uẩn khác. Dù khác nhưng vẫn cùng trong một dòng sanh diệt. Thí dụ như sữa trong cái tô đựng, buổi sáng sữa tươi, đến buổi chiều hóa thành sữa có vị chua. Không thể nói là hai vị cùng là sữa trong tô. Cũng không thể nói là một vị đã biến mất. Cũng không thể nói là một vì đã biến chất. Bảo rằng là hai hay là một đều không hợp cách, mà phải nói theo giáo lý duyên khởi. Cái này sanh thời cái kia sanh, tạo nên dòng hiện hữu. Kinh văn: tại Savatthi, vào buổi sáng, Tỳ Khuni Sela đắp y tĩnh tọa dưới một gốc cây. Rồi ác ma muốn làm Tỳ Khuni Sela run sợ, hốt hoảng, kinh khiếp, rời xa thiền định, đã đến gần và nói lên kệ ngôn: ai tạo huyễn thể này? Con tạo ấy ở đâu? Chỗ nào huyễn thể sanh? Chỗ nào huyễn thể diệt? Tỳ Khuni Sela tự nghĩ: ai đã nói lên kệ ngôn này? Người hay phi nhân? Tỳ Khuni Sela biết được đây là ác ma muốn làm ta run sợ, hốt hoảng, kinh khiếp, rời xa thiền định, liền nói lên kệ ngôn: huyễn thể không tự tạo, khổ chẳng do người khác tạo, sanh khởi do nhân duyên, nhân diệt thời cũng diệt. Như hạt giống gieo trồng lớn lên trên thửa ruộng, nhờ vào đất màu mỡ, bộ ẩm của nước, cũng vậy uẩn và giới và cùng sáu xứ này hiện do nhân duyên, duyên diệt thời cũng diệt. Ác ma biết được Tỳ Khuni Sela đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất ngay chỗ ấy. Thích văn: Kenidang Pat Katang Bimbang, ai tạo huyễn thể này? Kuva Vanu Bimbasta Karako, con tạo ấy ở đâu? Kvanu Bimbang Samupanang, chỗ nào huyệt? Kvanu Bimbang Kimbang Nirujati,
Ratiti, chỗ nào huyển thể diệt, Na Di Đằng, Attakatang, Bìm Bằng, huyển thể không tự tạo, Na Di Đằng, Barakatang, Ác Gần, khổ chẳng do người khác tạo, Hề Tùng, Patitcha, Sầm Phú Tăng, sanh khởi do nhân duyên, Hề Tú Phành Gà, Ni Rú Chát Tí, nhân diệt thời cũng diệt, Giác Thà, An Nhã, Ta Rằng, Pi Dằn, như hạt giống gieo trồng, Khát Tề Vút Tăng, Quý Rù Hát Tí, trên thửa ruộng lớn lên, Bát Tha Quỳ, Rá Sành Trà Gầm Má, nhờ vào đất màu mỡ, Xí Nề Hành Chá, Ta Đù, Ba Dằn, và độ ẩm của nước, Ê Hoàng Khàn Tha, Chá Thà Tu Dồ, cũng vậy ẩn và giới, Chá Chá, Chá Chá, A Dạ, A Dạ Ta Nà Y Mề, và sáu xứ này, Hết Tùng, Bát Tí Chá Sầm Phù Tà, hiện khởi do nhân duyên, Hề Tú Phàn Gà, Ní Rút Chá Rề Tí, duyên diệt thời cũng diệt theo. Thích nghĩa theo từ điển danh từ đặc hữu Pali thì Thánh Ni Sela còn được gọi là Alawika vì là công chúa, con vua xứ Alavi. Ngài Bô Thí thì cho rằng điều này có phần thiếu cơ sở và những kệ ngôn này không tìm thấy trong Trưởng lão Ni Kệ. Chữ Bim Bá nguyên nghĩa là con rối, bù nhìn, ở đây dịch là huyển thể. Theo sớ giải thì cả hai chữ huyển thể, Bim Bá và hệ lụy Ác Gá ở đây đều chỉ cho tự hữu Ác Tá Phá Gá, Phá Vá, hay sự tồn tại của mỗi chúng sanh. Những triết gia và giáo thuyết thời Đức Phật tại thế thường có tranh luận về quan điểm đau khổ do mình tạo, Attakata, hay do người khác tạo ra, Parakata. Quan niệm đau khổ, mình làm mình chịu, có nghĩa là người tạo quả và người gặt quả là một. Đây là quan điểm theo thường kiến. Ngược lại, cái nhìn khổ do hoàn cảnh hay ngẫu nhiên, không do nhân quả, là quan điểm đoạn kiến. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Sơn Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, để được thực truyền từ Tự Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thượng nam tín nữ. Cảm ơn vì cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay đó là cũng ở trong cái phẩm của Tỳ Kheo Ni, Kinh Sê Lá. Nói đến Tỳ Kheo Ni Sê Lá, và với cái tựa đề là con tạo và tạo vật là hai hay là họ một. Đây là một trong những cái câu hỏi mà thường người ta đặt ra. Mà vào thời kỳ Đức Phật thì có những triết gia, có những vị giáo chủ họ cũng tự đưa cái vấn đề đó ra để mỗi người có một cái quan điểm để giải thích cho một cái việc mà cái tái sinh luân hồi của con người một hay là hai này. Thì cái câu chuyện là ở trong kinh á, nói đến một cái vị Tỳ Kheo Ni tên là Sê Lá. Vị Tỳ Kheo Ni này ngồi tĩnh tọa, tĩnh tọa thì lúc bấy giờ đó ác ma xuất hiện. Thì ác ma xuất hiện á, là có những cái âm thanh, có những cái hình ảnh để mà làm cho sự khiếp sợ đó, để rồi tâm bị rối loạn. Để rồi sau đó thì ác ma đã nói lên một cái câu kệ ngôn, nói lên một cái câu kệ ngôn. Có nghĩa là ai tạo nguyện thế này, ai tạo nguyện thế này, con tạo ấy ở đâu, chỗ nào nguyện thế sanh, nguyện thể sanh,
chỗ nào quyển khởi diệt. Ở đây đó là khi mà nói rằng quyển thể ở đây đó, tức là một cái gì đó mà ta gọi là cái tồn tại, cái tôi, cái atawa, đó là cái tự ngã của mình đó. Nó tồn tại, nó có mặt. Và khi mà ác ma nói rằng là ai tạo cái quyển thể đó, rồi con tạo ấy ở đâu, rồi chỗ nào quyển thể sanh, chỗ nào quyển diệt, thì đó là một cái câu hỏi của ác ma. Thì chúng ta thấy rằng vị tỳ kheo ni thánh ni đó, vị thánh ni sê la này đó, thì vị ấy đã trả lời của một bậc thánh hoàn toàn giải thoát đấy, thì trả lời trong một cái sự mà chứng ngộ qua cái sự giác ngộ của mình, chứ không phải là cái câu trả lời bằng một cái sự nhận diện, nhận định thông thường như là bao nhiêu cái người khác thường nhìn nhận. Thì vị tỳ kheo ni sê la này đó mới nói rằng quyển thể không tự tạo, khổ chẳng do người tác tạo, sanh khởi do nhân duyên, nhân diệt thời cũng diệt, như hạt giống gieo trồng lớn lên trên thửa ruộng, nhờ vào đất màu mỡ mà độ ẩm của nước và độ ẩm của nước cũng vậy, quẩn và giới và cùng sáu xứ này hiện khởi do nhân duyên, duyên diệt thời cũng diệt. Như vậy thì ở đây đó, vị thánh ni đã trả lời rằng là quyển thể cũng không phải do ai tạo ra, cũng chẳng phải do người khác tạo ra, mà sanh khởi là do nhân duyên thôi, nhân duyên. Và từ ở cái nhân duyên đó đó, những cái pháp đó đó, nó sẽ hiện khởi. Khi mà có quẩn, có năm quẩn, rồi có 18 giới, có 6 xứ, tất cả 12 xứ chẳng hạn, 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, thì cái việc đó, đó là đều là do nhân duyên thôi. Cái nhân duyên do có cái này thì sẽ có cái kia. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng trong cái câu hỏi hay hoặc là trong cái suy nghĩ của mỗi người đó, thì thường cho rằng là thường mình nói rằng là có cái gì đó, như là cái câu mà ví dụ ở đây đó là giống như là sữa mà chúng ta bỏ vào ở trong cái tô, và mỗi buổi từ sáng tới chiều đó, thì sữa đó nó sẽ biến chất, nó sẽ trở thành sữa chua. Nhưng mà không thể nói là cái sữa này là sữa buổi sáng, do buổi sáng được, sữa buổi sáng. Nhưng cũng không thể nói rằng hoàn toàn nó không phải là sữa của buổi sáng. Chúng ta thấy như vậy. Có nghĩa là nó cũng là do cái tiến trình, do cái sự sanh diệt, do nhân duyên mà nó tạo ra thôi. Như vậy thì cái sở dĩ mà có cái sữa chua của bữa này đó, thì cũng phải nói rằng cái sữa buổi sáng nó cũng là trong cái tô đó thôi. Dạ, trong cái tô đó thôi. Rồi buổi chiều thì nó là biến thành sữa chua, do quá trình biến đổi, do quá trình biến đổi. Cũng giống như cái câu mà người ta thường hỏi, nói là con gà có trước hay là trứng gà có trước, thì cái điều này tùy theo sự giải thích. Hả, có trứng gà thì nó nở ra con gà, nhưng mà rõ ràng là con gà đẻ ra trứng gà, nó là như vậy. Cho nên là hiểu vấn đề này đó, thì cái tiến trình sanh tử luân hồi của chúng sanh á, giống như là một số tôn giáo á, phần lớn cả cái tôn giáo đó, thì họ cho rằng là có một đấng sáng tạo, một đấng tạo hóa sinh ra loài người, sanh ra muôn loài. Về sự thật ra đó, thì nếu mà truyền thống của Phật giáo đó, thì cho chúng ta biết rằng là cái giáo lý vô ngã, tức là giải thích về do có cái này cho nên có cái kia, mà ở đó giáo lý
giáo lý duyên khởi mà Phật thường ở trong kinh Phật á, thường dạy cho vấn đề đó, thường cho chúng ta biết rằng do có vô minh cho nên có hành, do có hành thì duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Rồi do có duyên sanh cho nên có lão tử sầu bi khổ u não, nó có theo. Như vậy thì ở đây đó là một cái tiến trình, do có cái này cho nên có cái khác. Một điều đó là chúng ta thấy ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì phải nói rằng là không có nói rằng do ai, ai sinh ra ai, ai sinh ra ai. Và cái đời sống của chúng ta đó, nếu chúng ta nhìn kỹ lại đó, và chúng ta tin vào những cái gì mà luân hồi đó, thì quả thật là chúng ta cũng trải qua rất là nhiều kiếp luân hồi. Trong ba cõi sáu đường này, có lẽ là chúng ta cũng, chúng sinh đó, là có trải qua hết, có sanh đến, đến rồi đi, đi rồi lại đến, và chúng ta cứ trải qua như vậy. Và trong những cái cảnh giới đó, chúng ta tái sanh đó, thì đều có mặt, đều có mặt. Thì bắt nguồn từ ở cái gì mà ở trong kinh gọi đó là trong theo giáo lý duyên khởi, thì nếu mà cái luân hồi này đó, luân hồi có nghĩa là luân nó giống như là một cái bánh xe, sự xoay tròn, sự xoay tròn, và hồi nó là giống như sự trở lại. Và chúng ta thấy rằng cái bánh xe, chúng ta thấy rằng là cái điểm mốc của nó ở chỗ nào chúng ta đánh dấu, thì chúng ta quay tròn thì một lát sau cái điểm mốc đó chúng ta đánh dấu đó, nó sẽ trở lại. Thì có nghĩa là dòng luân hồi đó, chúng ta trải qua biết bao nhiêu kiếp của luân hồi này rồi. Và trong giáo lý duyên khởi thì Phật dạy rằng, nếu nói rằng cái chất xúc tác hay là chất liệu hay là gọi là phiền não để tạo nên cái đời sống luân hồi này, tức là cái sự tập nhiễm đó, cái sự tập nhiễm đó là vô minh, là tha mái, là chấp. Do có vô minh cho nên là chúng ta có những cái sự hành động, như trong giáo lý duyên khởi gọi đó là vô minh duyên cho hành, vô minh duyên cho hành. Rồi ở đây đó chúng ta thấy rằng có vô minh, có sự tham ái, có sự tham ái. Như chúng ta thấy rằng ở trong cái đoạn kinh này, bài kinh này giải thích đó, là khi mà hạt giống gieo xuống đó, thì nó phải có sự ẩm ướt của mặt đất. Chứ còn nó khô ráo thì hạt giống đó nó cũng không thể nào mà nó sinh sôi nảy nở, nó không thể nào nảy mầm được. Rồi nó cũng phải có ánh sáng, rồi phải cũng có không khí, rồi phải có những sự ẩm ướt của mặt đất, thì cái hạt giống đó chúng ta gieo xuống dưới lòng mặt đất á, thì nó sẽ sinh sôi nảy nở lên, nó sẽ lớn lên, lớn dần lên. Thì cũng như vậy, do có cái điều kiện, do có cái nhân duyên, có cái điều kiện thì tự động là nó sẽ có mặt. Và trong giáo lý duyên khởi á, thì cái phiền não, tức là cái chất liệu đó, thì đó chính là vô minh, rồi tha mái, chấp thủ. Chúng ta thấy rằng là nhiều khi trong cái hành động của mình, trong cái việc làm của mình hàng ngày, thường là mình nói rằng mình biết cái việc này, việc kia mình làm, thì cái đó là nói chuyện, nói ở mức độ thông thường. Mình biết cái việc đó mình mới làm. Nhưng mà có khi đó, chúng ta thấy rằng nhiều khi mình không biết cái gì để mà mình làm, vì không biết cái gì cho nên là mình phải làm. Giống như một lúc nào đó quý vị ngồi, quý vị đọc sách, thì có một người nào đó đến hỏi mình, hôm nay bộ không có làm gì sao mà ngồi ở đây, thì mình mới nói rằng là tôi không biết làm gì cho nên là tôi ngồi tôi đọc sách. Sự thật ra đó là một cái điều là nhiều khi ở trong cái thế giới luân hồi này thì chúng sao hành động trong cái vô minh. Nhiều khi mình không biết cái gì
mà kinh á gọi là vô minh là gì? Mình không biết được cái nguyên nhân sanh khổ, không biết được cái sự khổ, và không biết được cái sự chấm dứt khổ, và không biết được cái phương pháp hay con đường đưa đến chấm dứt khổ. Có nghĩa là một người không liễu tri được tứ đế, không biết được những sự thật như vậy đó, thì cái đời sống luân hồi của mình nó vẫn tiếp ra, và nó vẫn tiếp diễn, và đời sống luân hồi vẫn khổ. Cho nên vô minh ở đây đó là một cái khởi đầu của một mắt xích mà chúng ta hiểu. Vì do vô minh cho nên là chúng ta có cái hành động. Mà nhiều khi quý vị biết rằng là ngay cả cái hành động thiện của mình, hành động bất thiện thì đương nhiên là chúng ta có cái hành động bất thiện thì đương nhiên là có cái quả đưa đến khổ sầu rồi, đưa đến khổ sầu rồi. Nhưng mà hành động thiện mà trong đó vẫn chứa chấp, vẫn dung chứa cái ái chấp ở trong đó, cái ái luyến ở trong đó. Bởi vì ái là cái điều mà chúng ta hiểu nè, đó là sự tầm cầu, sự tìm kiếm, sự hướng đến, hay là một trong những cái điều mà để cho cái hạt giống nó có thể là đầy đủ chất ẩm ướt để cái hạt giống nó được nảy nở. Cho nên nhiều khi mình hành động á, mình tạo cái nghiệp thiện á, nghiệp bất thiện thì đưa đến quả khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula gì đó. Nhưng mà rồi đó mình tạo cái nghiệp thiện mà trong đó còn chứa cái ái chấp ở trong đó, cái tham ái ở trong đó, tức là ái á, thì nó khiến cho mình có mặt ở đời sau. Nó khiến cho mình hành động trong cái sự đầu tư của chính mình, trong cái sự tạo tác của chính mình, và khiến cho mình có mặt ở đời sau. Ngay cả mình tái sanh ở cõi cảnh giới này, giống như là mình thấy rằng những chúng sanh mà cõi dục á, thì nếu như mà mình làm cái được cái thiện, cái phước thiện gì đó, cái quả của điều thiện mình làm á, thì nó đưa đến cái quả an lạc, mình tái sanh ở các cái cõi dục giới vui chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mà mình thấy cái dục giới nó là khổ đó, cho nên là mình vượt lên khỏi cái dục, không tham đắm trong dục, nhưng mà rồi lại là đầu tư ở trong cái cảnh giới gọi là sắc giới, tức là mình hướng đến cái sắc giới, rồi mình tu tập để chứng thiện sắc giới, để rồi mình cũng phải có mặt ở cõi sắc, tương tự như vậy. Cho nên cái hành động, ngay cả những chúng sanh mà hướng đến cõi vô đó, thì cái hành động đó đó nó vẫn cứ chứa cái gọi là cái ái chấp ở trong đó, cái ái chấp ở trong đó. Cho nên là ít khi chúng ta thấy rằng là nhiều khi á, phần lớn á, các cái tôn giáo người ta nói rằng có một đấng sáng tạo nào đó, rồi lại có một số người đó, một số chúng sinh á, thì cho rằng có một cái gì đó nó tồn tại, gọi là cái tự ngã, hay là cái gọi là một cái linh hồn, hay là một cái gì đó. Giống như cái câu nói rằng mình tạo ra cái quả của cái thiện nghiệp thì mình hưởng cái quả lành hay sao, thì điều đó đó chúng ta thấy rằng mình nói một cách thông thường thì được, nhưng mà quả thật rằng là mình tạo cái nghiệp lành thì cái quả lành đó mình cũng phải là thừa nhận cái đó, nhưng mà mình nhận cái đó, nhưng mà cũng không phải là bởi vì cái đời trước mình làm cái ngũ quẩn trước á, đời này mình làm thì cái ngũ quẩn sau á, thì mình lại là một cái ngũ quẩn khác. Mà để tạo ra cái ngũ quẩn á, thì nó phải có những cái nhân duyên ở trong cuộc đời này, để có cái thân của một chúng thì nó phải có những cái duyên, nó có những cái duyên trợ tạo. Và như vậy đó, thì ở đây đó, khi mà mình hành động thì mình tạo bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện á, thì có thể nói đó là ở cõi dục giới vui, hay là cõi sắc giới, hoặc là có một cái nghiệp nữa là tạo ra cái quả chúng ta tái sanh ở trong cõi vô sắc cũng có. Nhưng mà rồi cái người tạo nghiệp bất thiện á, thì cũng phải nhận lấy cái quả đó là quả khổ. Nhưng mà cái người
Trước đây chúng ta tạo ngũ uẩn trước mà chúng ta tạo cái nghiệp đó, để rồi cho thức tái sanh á, thì quý vị thấy rằng nó là cái đời trước, cái ngũ uẩn trước đó, đời trước nó khác, đời ngũ uẩn sau đó, nó khác. Nhưng mà cũng không thể nói rằng nó hoàn toàn là khác hết hoàn toàn, bởi vì đó là cái nhân duyên, sự liên tục của chuỗi luân hồi. Bởi vì mình hiểu rằng bây giờ nếu như nói rằng một con người, một chúng sanh, một cái gì đó nó tồn tại, thì chẳng lẽ bây giờ mình làm người thì mai sau mình làm người nữa sao? Rồi hoặc là bây giờ chúng sanh nào đó lỡ có cái bất hạnh sanh vào khổ cảnh, thì chẳng lẽ bây giờ là sanh vào khổ cảnh rồi mai mốt sau kiếp sau nữa cũng chẳng lẽ là khổ cảnh nữa? Thì cái đó nó cũng tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của người. Nếu một người có tạo nghiệp thiện thì lỡ có sanh vào khổ cảnh thì cũng có thể chuyển hóa được. Còn bây giờ mình sanh vào cảnh giới tốt, cảnh giới thiện, cảnh giới lành mà tạo cái nghiệp bất thiện thì mình cũng sanh lại khổ cảnh trở lại. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái đó nó cũng tùy thuộc vào cái duyên. Như vậy thì nếu mà mình nói cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này đó, thì đó là chính là vô minh, là tham ái và cái sự chấp thủ ở trong đời sống. Trong cái hành động của mình á, nhiều khi nó liên quan đến cái sự chấp thủ trong ngũ dục. Vì mình ưa thấy thích sắc, thinh hương vị xúc gì đó, mình thích thú, cho nên là mình chấp thủ vào trong đó. Do cái ái nó tiến triển mạnh thì nó dẫn đến cái sự chấp thủ, mà ở đây nói đến dục thủ. Hay hoặc là do cái quan kiến của chính mình chấp nhận có một cái gì đó trường tồn, hay là chấp nhận có một cái gì đó hoàn toàn không có đời sau, cũng không có đời trước. Như một người quan niệm là sau khi chết là hết, không có không quả của nghiệp thiện, không có quả của nghiệp ác, và cũng không có một cái sự tái sinh luân hồi gì nữa, không có ân đức của cha mẹ thầy tổ tam bảo gì á. Thì cái người mà có quan niệm đó, quan kiến đó, thì cái đó nó liên quan đến cái chấp đoạn kiến. Mà cả hai chấp thường mà cho rằng cái gì đó nó luân lưu mãi mãi thì cũng không phải, cũng là sai. Mà cái gì đó nó không có tồn tại, nó không có tồn tại của đời này đời sau đó, không có sự luân hồi, không có đời trước, không có đời sau, không có ân đức gì hết đó, thì cái quan niệm đó nó cũng rơi vào trong cái tình trạng đoạn kiến. Cả hai cái quan điểm đó nó cũng đều sai. Cho nên ở đây đó, khi nói đến sự chấp thủ đó, là cái gì đó nó được ái, được lớn mạnh, rồi đi đến sự ôm ấp không buông bỏ, tức là không rời bỏ cái đó trong cái suy nghĩ của mình, trong cái hành động của mình. Và vì vậy cho nên dẫn đến cái sự chấp thủ, gọi là kiến thủ. Hay hoặc là có những cái cho rằng cái gì đó là luân hồi ở trong đời sống này, liên quan đến tôi, hoặc là tự ngã của tôi, hoặc là của tôi trong đó, liên quan đến cái thân này. Thí dụ như là sắc thân này, sắc quẩn này, rồi tưởng quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này, vân vân. Thì trong cái sự kiến chấp đó, nó sai lầm, nhưng mà lại là tiềm ẩn ở trong mỗi chúng sanh. Nó liên quan đến cái ngã chấp thủ ở trong đời sống. Cho nên đó là những cái chất liệu để khiến cho mình có những cái sự hành. Mà chúng ta biết rằng, nói đến cái mắc xích mà điều nữa đó, là để rồi chúng ta có sự hiện hữu trong cuộc đời này đó, là do chúng ta có hành động thôi. Hành động. Từ cái hành động đó đó, mà chúng ta có sự hiện hữu. Cho nên nếu mà nói rằng cái này là một, đời trước đời sau là một, cũng không phải. Mà nếu nói rằng là hai, là không phải, cũng không đúng. Chúng ta biết rằng nó là sự tương quan với nhau, liên quan với nhau. Và có cái này thì sẽ có cái kia. Và khi mà hành và hữu đó, hành ở đây tức là hành động của mình, hành động thiện hay hành động bất thiện. Hành động bất thiện như chúng tôi đã nói đó, thì đưa đến quả khổ sầu. Nhưng mà hành động thiện
thì ngay cả thiện mà ở cõi dục giới vui hay là thiện mà ở cõi sắc giới cũng là cái nghiệp mà chúng ta có tạo tác. Thí dụ như mình muốn sanh ở cõi trời dục giới vui thì mình tạo những cái nhân thiện, những cái nhân thiện đó là bố thí hoặc là trì giới gì đó, hoặc là cung kính, hoặc là mình làm những cái việc gì thiện gì đó. Nhưng mà khi mà mình tu chứng thiền á, thiền sắc giới á, thì mình sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới. Sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới á, là một trong những cái chúng sinh có một cái trình cao hơn so với là dục giới. Nhưng mà rồi đó là cũng là do cái sự tạo tác của mình, do cái hành động này, cái hành động thiện này, cái hành động này cho nên là dẫn đến cái quả an lành, cái quả lành mà trong đời sống luân hồi chúng ta, trong đời sống luân hồi mỗi chúng sanh đều nhận lấy cái quả lành đó. Thì khi mà mình sanh về cái cõi sắc giới đó, là một chúng sanh khác, là một chúng sanh khác. Khi có một chúng sanh khác đó, cái đó nó cũng là cái sự liên chuyển ở trong đời sống luân hồi này, có cái này cho nên có cái kia. Như vậy thì khi mà có hành động thì chúng ta sẽ có cả hành động thiện mà trong Di Diệu Pháp gọi là phi phúc hành, tức là cái hành động vào khổ cảnh, tức là cái tâm mà chủ quyết của mình để tạo nghiệp, tức là sở hữu tư đó, hợp ở trong những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện, động lực bất thiện, và có thể là tạo ra cái quả khổ sầu ở trong tương lai, khổ sầu ở trong tương lai. Nhưng mà rồi đó thì cái hành động thiện đó, tức là sở hữu tư, tức là sự cố quyết của mình, sự chủ tâm của mình tạo cái nghiệp thiện, tùy theo cái nghiệp thiện đó. Cho nên khi nói đến Phật giáo, nói đến các cái tôn giáo thì chúng ta nói rằng cõi trời của tôn giáo, các tôn giáo khác thì nó đơn giản, chỉ là sanh về cõi trời rồi gần gũi với một đấng sáng tạo nào đó để làm đồ chúng hay là làm thần dân gì của một đấng sáng tạo đó thì nó đơn giản. Nhưng mà Phật giáo cõi trời thì nó cũng tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của mỗi người, và cái hạnh nghiệp đó nó có khác nhau, cho nên có những cái cõi trời tương xứng với những cái hạnh nghiệp thiện khác nhau đó mà chúng sanh ở các cái cõi trời khác nhau. Thí dụ như mình đắc thiền, chứng thiền, thiền sắc giới ở thiền nào thì mình sẽ sanh về cõi thiền đó. Rồi thiền mình chứng thiền vô sắc thì mình sanh về cõi trời phạm thiên vô sắc. Còn mình làm những cái phước thiện khác đó, không phải là chứng thiền, thì mình sanh về các cái cảnh giới tùy theo cái nghiệp thiện của mình làm. Mình sanh về các cảnh giới thiện khác nhau, như là tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy cái sự đa dạng của mỗi chúng sanh. Cho nên rằng nói rằng tâm xạo tạo cái sự sai biệt trên cuộc đời này là do mỗi chúng sanh để tạo ra. Và cái tâm đó nó để tạo nên cái sự sai biệt. Khi mà mình sanh lại làm người nó cũng có sự sai biệt. Người như thế này, người như thế kia, người giàu, người nghèo, người sống thọ, người chết yếu, người đẹp, người xấu, rồi người khỏe mạnh, người ốm đau, rồi người là danh vọng, địa vị, người hèn hạ, vân vân. Thì cái đó là tạo cái sự sai biệt trên cuộc đời này, bắt nguồn từ ở cái tâm của mỗi người, cái tâm của mỗi chúng sanh. Cho nên khi có hành động thì sẽ có cái hiện hữu trong cuộc đời này, có cái sự đầu tư tạo tác. Cho nên cái việc mà mình tái sanh ở trong cảnh giới, ở cảnh giới này, cảnh giới kia, đời sống luân hồi này, thì đó là một chuỗi dài, chuỗi dài, luân chuyển, luân chuyển. Nhưng mà cũng không thể nói đó là một, bởi vì ngũ uẩn trước, ngũ uẩn của đời trước và ngũ uẩn của đời sau nó khác nhau. Nếu mà mình tạo cái nghiệp thiện thì mình sẽ tái sanh ở cảnh giới vui. Còn mình tạo cái nghiệp bất thiện đó thì mình sẽ tái sanh ở trong cảnh giới khổ. Mà ngũ uẩn trước với ngũ uẩn sau nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đó là cái hành động. Do có cái hành động cho nên có cái sự hiện hữu. Có sự hiện hữu. Cho nên người ta mới nói cái câu là trứng gà có trước hay là con gà có trước. Thì cái điều này có trứng gà thì
mới nở ra con, và có con gà nó mới đẻ ra cái trứng gà, vân vân. Thì chẳng qua là chúng ta nhìn ở trước mắt là chúng ta chết, là cái đó nó một số chúng sanh á, thì quan niệm có cho rằng á, là cái đó nó luôn luôn, nó mãi mãi, cái tôi, cái tự ngã, cái linh hồn mà là cái gì đó, chúng ta to cho rằng một cái gì đó nó trường tồn, thì rõ ràng nó cũng không phải như vậy. Như vậy, bởi vì nó là do nhân duyên. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng khi có sự hiện hữu thì tùy theo hạnh nghiệp, chúng sanh có sự hiện hữu là thai sanh, là nõn sanh, là thấp sanh, rồi quá sanh trong cuộc đời này, hoặc là dục sắc hữu, dục hữu, hay là sắc hữu, hoặc là vô sắc hữu, tức là chúng ta có mặt ở trong cõi dục, hoặc là chúng ta có mặt ở trong cõi sắc, hoặc chúng ta có mặt ở trong cõi vô sắc, hoặc chúng ta hiện hữu dưới dạng là nõn sanh là trứng, hay là thai sanh là sanh bằng con, hay hoặc là thấp sanh là sanh nơi ẩm thấp như trùng, dế, kiến gì đó, vân vân. Rồi là quá sanh là một số chúng sanh ở các cái cảnh giới, đó là quá sanh. Thì cái đó là tùy theo cái hạnh nghiệp của mỗi người, của mỗi chúng sanh tạo ra, để rồi có cái sự hiện hữu ở dưới dạng là dục hữu, hay là sắc hữu, hay là vô sắc hữu, hay hoặc là nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, thay cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái duyên của mỗi chúng sanh để tạo ra trong cuộc đời này. Và khi mà nói rằng cái quả để tạo nên cái, do cái nhân của luân hồi, do phiền não là vô minh, tham ái và chấp thủ đó, cho nên khiến chúng sanh có sự hành động mà ngay cả hành động thiện mà chứa chấp trong cái còn chứa cái vô minh, còn chứa cái ái ở trong đó, thì cái hành động đó cũng khiến cho chúng sanh còn có cái sự hiện hữu của luân hồi, và khi có cái sự đầu tư tạo tác ra thì chúng ta phải có cái quả, cái quả của luân hồi. Mà quả của luân hồi ở đây đó, nó có thể nói rằng từ ở thức, rồi lục nhập, rồi danh sắc, rồi xúc thọ, rồi sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não, đó là cái quả của luân hồi. Cho nên á, nhiều khi đó là chúng ta thấy trong cuộc đời này đó, nhiều khi mình bị khổ, bị cái việc này việc kia nó xảy ra trong cuộc sống, khổ về tâm lý, khổ về thể chất, vân vân, thì mình cứ than trời trách đất, rồi mình cứ than khổ. Nhưng mà sự thật là cái khổ này đó là cái quả mà chúng ta có. Sự thật, cái mà chúng ta tạo trong cuộc đời này, chúng ta có sự hiện hữu trong cuộc đời này, thì khi mà có cái thân này, rồi có xúc thọ, thức, danh sắc, lục nhập, rồi xúc thọ, khổ u não, nó xảy ra, đó là cái quả của luân hồi. Cho nên chúng ta biết sở dĩ khi nói đến cái sự tái sanh này đó, nó liên quan đến cái quả thức ở trong đời sống, mà ở đó theo Di Diệu Pháp gọi đó là 32 quả thức, tức là cái quả thức để khiến cho chúng ta tái sanh, và là cái quả thức ở đây, thức ở đây đó là chỉ cho 15 tâm, chỉ cho 15 cái quả thức vô nhân, và 17 cái quả thức hữu nhân, tức là chỉ cho 8 tâm đại quả, hay hoặc là 9 quả đáo đại đó. Thì đó là những cái quả hữu nhân khiến cho chúng ta tái sanh, khiến cho chúng ta tái sanh. Mà chúng ta tái sanh thì bằng những cái tâm đó, tùy theo cái hạnh nghiệp của mỗi người. Rồi chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân này, có cái sự tiếp nhận này, có cái sự quan sát này đó, thì cũng đều là do cái quả thức mà vô nhân này tạo nên. Chúng ta thấy cảnh tốt, hay là chúng ta thấy cảnh xấu, chúng ta nghe âm thanh tốt, hay là chúng ta nghe âm thanh xấu, chúng ta ngửi mùi thơm hay là mùi thối, rồi chúng ta là nếm được cái hương vị thức ăn, thức uống mà béo, ngọt, hay là chua, cay, đắng gì đó, chúng ta có cái đó hết. Rồi xúc chạm im ấm cũng có, hay là xúc chạm thô rất nóng bức, hay là lạnh buốt gì đó, nó cũng đều có hết. Cho nên
cuộc đời này đó, chúng ta hiểu rằng khi nào mà phiền não nó sanh khởi, khi sự xúc chạm một người không có thấy rõ, tức là trong mọi sự việc đó, mắt thấy các căn mình tiếp xúc với các trần, hay là nói là sáu nội xứ tiếp xúc với sáu trần, cũng chỉ cho cái ngũ uẩn này, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có mắt thì phải có cảnh sắc, có mắt thì phải nhìn thấy cảnh sắc, có tai thì phải phải nghe âm thanh, có mũi thì phải ngửi mùi, có lưỡi thì phải nếm hương vị của thức ăn thức uống, có thân thì phải xúc chạm. Cho nên các căn tiếp xúc với sáu trần, mà nếu như một người không có tu tập, không có chánh niệm, không thấy rõ trong cái sự nhìn thấy rõ được những cái cảnh vật đó, các cái trần cảnh đó, thì phiền não từ đó nó sanh lên, hoặc là ưa thích, hoặc là không ưa thích, không hài lòng. Cho nên là mắt chúng ta thấy cũng chỉ là thấy, nếu như một người có chánh niệm, mắt thấy cũng chỉ là thấy, mắt thấy cũng chỉ là thấy, và tai nghe cũng chỉ là nghe, nghe, rồi mũi ngửi cũng chỉ là ngửi thôi, chứ chúng ta có phân biệt ưa thích trong đó hay là không ưa thích, không hài lòng trong đó, thì phiền não từ đó nó sanh lên, phiền não ở trong đó sanh lên. Cho nên ngày sau chỉ có cái sự thấy, chứ không có người thấy, chỉ có cái sự nghe, chứ không có người nghe. Cái người ở đây đó là chúng ta hiểu là chấp cái tôi, cái ta, cái tự ngã, cái linh hồn, cái gì đó ở trong đó đó, ở trong mỗi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng của mình. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự xúc chạm đó, thì ở đây đó là chỉ có cái sự đó thôi, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm, chứ không có người thấy, người nghe, người ngửi, người nếm, người đụng, người xúc chạm ở trong đó. Chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy thì cái người mà có chánh niệm thì trong khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, không để cho phiền não nó sanh khởi lên. Còn nếu như một cái người không có tu tập thì phiền não nó sanh khởi lên vì cái thấy của mình mà mình ưa thích, vì cái nghe thấy của mình mà mình ưa thích, hay là vì cái thấy của mình mà mình không ưa thích, không hài lòng, thì phiền não sân nó sanh khởi lên. Còn ưa thích đó, thì phiền não tham nó sanh khởi lên, vậy thôi. Rồi là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái xúc nếm, cái xúc chạm, nếu như một người có chánh niệm thì không phiền não, phiền não nó không từ đó nó sanh khởi lên. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng có nhiều cách, nhiều người tự giải thích cho cái linh hồn hay là cái gì đó nó trường cửu. Thì xin thưa quý vị rằng là ở đây đó, theo Phật giáo thì hả, do có cái này cho nên có cái kia, hả, có vô minh thì phải có hành, rồi có hành cho nên là có thức sanh khởi, hả, có thức thì có danh sắc sanh khởi, có danh sắc thì có lục nhập, có lục nhập thì có xúc, có xúc thì có cảm thọ, rồi khi có cảm thọ thì có ái sanh khởi, ái sanh khởi, rồi hả, có ái thì dẫn đến cái sự chấp thủ sanh khởi, hả, có sự chấp thủ thì có sự hiện hữu ở trong cuộc đời này, hiện hữu trong cuộc đời này, và khi có sự hiện hữu như vậy đó thì có sanh già bệnh chết sầu bi khổ u nào, chứ còn không có ai cho chúng ta cái đó, không có ai cho chúng ta, ban tặng cho chúng ta, cũng không ai phạt dạ chúng ta. Và cái đời sống luân hồi này đó, chúng ta hiện hữu dưới dạng này hoặc dưới dạng kia đó, tùy thuộc vào cái duyên khi mà mình tạo cái nghiệp. Và chúng ta biết rằng là ngay cả cái việc mà mình tạo nghiệp đó, thì cái ngũ uẩn của đời này mình tạo nghiệp, ví dụ mình tạo nghiệp tiện, nghiệp bất tiện gì đó, thì dẫn đến cái quả mà chúng ta tái sanh ở trong cảnh giới khác đó, thì chúng ta là có một cái ngũ uẩn khác, ngũ uẩn khác, ngũ uẩn đó nó không phải là ngũ uẩn này, mà cũng không phải nói rằng nó hoàn toàn tách rời cái ngũ uẩn này, ngũ uẩn này không phải là hoàn toàn tách rời, bởi vì đó là sự
đó là nhân duyên, đó là cái duyên để trợ tạo và khiến cho chúng ta có có hành động thì chúng ta sẽ có cái sự hiện hữu, có hành động thì chúng ta có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Và khi có sự hiện hữu thì có sanh già bệnh chết trong cuộc đời này. Cho nên khi nói đến luân hồi thì khi mà ác ma nói rằng là cái gì giống như cái vật gì, con là vật gì tạo ra, hoặc là con tồn tại, biết rằng cái quyển thể đó đó là ai tạo ra, rồi là con ấy con tạo ấy ở đâu, tức là ai tạo ra, rồi chỗ nào quyển thể sanh, chỗ nào quyển thể diệt. Thì vị tỳ kheo ni mới trả lời rằng quyển thể không tự tạo, không tự tạo, không chẳng khổ chẳng do người khác, không khởi, không khởi do nhân duyên, sanh khởi do nhân duyên, nhân diệt thời cũng diệt, như hạt giống gieo trồng lớn lên trên thửa ruộng, nhờ vào đất màu mỡ và độ ẩm của nước, cũng vậy quẩn và giới, và cùng sáu xứ này hiện khởi do nhân duyên, duyên diệt thời cũng diệt. Chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, với một người mà hiểu rõ như vậy đó, thì cái đời sống luân hồi này phải nói rằng là nó có nhiều cái nói như vậy đó, nhưng mà ở trong cái kiến chấp của mỗi người đó, nó đều có sự kiến chấp khác nhau. Không chấp thường kiến thì chấp đoạn kiến, cả hai cái chấp đó, nó cũng đều là cái sai lầm. Cái sai lầm ở trong Phật giáo thì giải thích rằng do có cái này cho nên có cái kia, do có cái kia thì có cái nọ, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này diệt thì cái nọ diệt, vân vân. Nó không có cái sự hiện hữu hoàn toàn. Như vậy thì cái sự hiện khởi ở trong đời sống luân hồi này đó, thì phải nói rằng trong Phật giáo giải thích về giáo lý duyên khởi, tức là cái 12 nhân duyên này, để nói lên cái tiến trình sanh tử của chúng sanh ở trong tam giới này có sự hiện hữu như vậy, để rồi chúng ta thấy rõ như vậy, để đoạn bỏ cái ngã chấp, đoạn bỏ cái chấp thường ở trong đó, đoạn bỏ cái chấp đoạn ở trong đó, để tu tập, để được giải thoát, không còn cái ngã chấp. Đó là cái ý mà chúng ta hiểu ở trong cái nội dung của cái bài kinh này. Mặc dù là còn nhiều cái lý pháp nữa, nhưng mà để rồi Chư Tăng sẽ chia sẻ trình bày với cái nội dung của liên quan đến cái bài học hôm nay, để chúng ta hiểu rõ hơn thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý tu nữ với Phật tử luôn được sự an vui. Tiếng khóa Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thủ cái chương trình bài pháp tình với Phật hội đề rồi. Xin cảm ơn sự tự có nghe chúng tôi rõ không? Và chúng tôi đang đi ở bên ngoài, quý Phật tử có thấy Chư Tôn Đức một người siêu hay là người giảng siêu khác có mặt ở giờ vậy? Nếu không có Chư Tôn Đức đang ở trong lớp, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Chư Tôn Đức để chia sẻ về mặt cái hình ảnh. Ví dụ trong cuộc đời của chúng ta thì chúng
chúng ta luôn luôn nghĩ có những thứ quan niệm chỉ là quan niệm thôi, có những thứ quan niệm chỉ là quan niệm thôi, do vậy nó không quan trọng, dạ không quan trọng, không có quan trọng để chúng ta thay đổi. Yeah. Và nếu có ai nói thì chúng ta cũng đồng ý, mình nói rằng ồ, đó là vấn đề triết lý, và nó đã là triết lý thì nó có tất cả giống như một thứ xa xí của đời sống, mình hiểu cũng được và không hiểu cũng chẳng có sao. Nhưng mà thưa quý vị, khi nãy nếu quý vị nghe Thượng tọa Pháp Tân giảng thì Thượng tọa Tân có đề cập đến hai cái tiến chấp, một là thường kiến và hai là đoạn kiến. Hai cái kiến chấp này nó không đơn giản, hai cái triết lý về đời sống, mà hai kiến chấp này nó ảnh hưởng sâu xa đến cái gọi là chánh kiến của chúng ta. Và nếu chúng ta không có hiểu rõ, không có nắm được đó, thì chúng ta là người tự tử, mà chúng ta dễ dàng rơi vào công nghiệp của chúng ta gọi là tà kiến. Chính vì khi mà chúng ta rơi vào trong tà kiến thì nó ảnh hưởng rất nhiều vào đức tin, vào tâm nguyện của chúng ta, và vào sự tu học. Và những ảnh hưởng của thường kiến và đoạn kiến ấy, thưa quý vị, nó khó có thể nhận ra liền lập tức ở bên ngoài, bởi vì nó là cái gì ẩn khuất sâu kín. Mà trong cái ẩn khuất sâu kín đó, nó không phải là giống như cái việc mà chúng ta thấy một xác sanh trộm cắp, nó cũng không phải là cái chuyện mà nó nổi bật ở bên ngoài để chúng ta biết được. Nhưng mà quả thật thì ảnh hưởng chúng ta rất lớn, ảnh hưởng rất lớn. Cái ảnh hưởng lớn này đó, nó khiến cho sự tu học cũng như hành trình trong cuộc sống đời đời và đời sau đó bị chi phối còn nhiều. Chúng tôi phải nói như vậy đó để mình tự chia sẻ được là nhiều. Là ngày xưa thầy của chúng tôi là ngày cũng nhắc chắn lắm, những ngày còn xem tiền đó, ngày có nói một câu là một cái vị đi tu tham nhiều có vị mà không có đáng ngại, sân nhiều không có vị mà không có đáng ngại bằng tà kiến. Dạ, tà kiến là gì? Tất cả đáng ngại. Thì câu nói đó là một câu nói không đơn giản, và còn không đơn giản chút nào hết. Nếu chúng ta suy nghĩ, lấy ví dụ là cái gì tưởng tượng là một vị tu sĩ hay một vị công tử mà chúng ta rơi vào trong tà kiến đó, thì chúng ta thật sự không có
từ được cái tinh hoa của Phật pháp, con đường tu tập của chúng ta sẽ trở ngại. Tính kiến rất là quan trọng. Nhưng mà quý vị Phật tử có hỏi rằng đại kiến là gì? Thì nó cũng nói là thường kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là chết là hết. Sau khi chết đó không còn có cái quả đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thì khác, không có quả báo. Đó gọi là đoạn kiến. Chúng tôi lấy ví dụ một người mà tin vào duy vật chẳng hạn. Khi mà họ tin vào duy vật đó, thì ngay cả họ nghĩ rằng giết cha giết mẹ thì cũng có kiếp sau lấy gì cả, mà cái này miễn sao được chuyện của họ thôi. Bởi vì những người mà không tin có đời sau, không tin có tái sanh, không tin có luân hồi, không tin có nhân quả đó, thì họ rất là ác. Nhưng đó chúng ta dễ thấy. Và người Phật tử cũng ít có cái quan điểm về đoạn kiến. Còn thường kiến là gì? Thường kiến là chúng ta chấp là có một cái gì đó như là tự ngã hay là tính anh của cuộc sống, mà nó thường hồn bất biến, không có thay đổi, nó đi từ đời này qua đời khác, nó luôn luôn là như vậy. Thì một cái tự ngã không thay đổi đó, nó không có sanh diệt, nó lại tạo nên một cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Đó là mình tu tập không có giá trị. Tại sao? Mình tu là để chuyển hóa, mà chúng ta muốn có linh hồn có tự ngã không thay đổi thì cần gì tu chuyển hóa đâu. Mà nếu chúng ta tin vào mọi thứ mà nó nằm như một chỗ thằng bất biến đó, thì sự tu tập không có giá trị. Những giáo lý mà về vô thường, tức là mọi vật, mọi pháp hữu vi đều dịch chuyển, khổ não tức là không có cái gì mà hoàn hảo. Kể cả một linh hồn tự ngã không có gì là hoàn hảo, vô ngã là tất cả do nhiều nhân nghiệp duyên, không có một cái chủ quyền duy nhất. Thứ gì những điều này đều nó dựa trên một cái nhìn không có chấp kỳ vờ thường kiến. Ở đây chúng ta phải hiểu là Phật pháp dạy tất cả cái sự hiện hữu, dù là vật lý hay là tâm lý, nó đều là một cái dòng chảy tiếp nối của sanh diệt, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Và trong cái dòng sanh diệt đó, nó chịu cái sự tác động bởi nhân và duyên. Nhân duyên nó tạo sự tác động. Và về điểm này á, là một trong những điểm rất là khó hiểu, rất là tế nhị. Nhưng quý vị đọc ở trong phần chú thích, chúng tôi có đề cập đến là người Ấn Độ còn có câu ngụ ngôn là một người đi vào chợ mua một ít sữa tươi đựng ở trong một cái ghè, và bởi vì không thể mang sữa tươi đó đi khắp nơi đó, họ đem mang cái vòi chè sữa đó gửi cho một người bạn ở gần chợ. Nhưng mà họ đi công việc xong chìm ra là lấy. Mà mới đi biết sữa đó, tươi đó mà gặp trời nóng đó, nó không có giữ nguyên cái vị của nó như vậy, mà nó đông một chút và nó quá chua đi. Rồi khi mà họ trở lại, họ giữ cái chè sữa chua ra đó, nói người bạn đi không có sữa mà tươi gửi. Sữa tươi gửi là sữa tươi nhưng sữa bị nó chua. Thì người bạn nói không, anh gửi sao tôi đi yên vậy, tôi không đụng tới, không dở nắp ra nữa. Dạ, thì cái người kia nhất định là không. Cái bạn bè sao kỳ vậy, sao hồi nãy gửi cửa sữa khác, mình đổi sữa khác. Thì người đặt câu hỏi là cái sữa ở trong ghè và bây giờ sữa buổi sáng là 2 hay là 1? Thì trả lời là nó không phải là 2, không phải là 1. Không phải là 2 bởi vì nó cũng là cái tiết sữa, ở đó không ai đổi sữa khác. Nhưng không phải là 1 là thì tự nó đã biến chất, nó đã biến dạng, nó đã biến tướng. Thì quý vị, đó là cái hiểu
của người Phật tử khi mà nhìn tất cả sự hiện hữu của pháp hữu vi hay là hiện tượng giới. Tất cả sự hiện hữu vi đó nó đều mang cái đặc tính, dù là tâm vật chất hay là tâm, dù là sắc pháp hay danh pháp, là nó sanh diệt, diệt sanh. Vì vậy nó lại dẫn đến một cái quan niệm, một cái quan niệm mà đôi khi ngay cả những người Phật tử, và chúng tôi nói ngay cả ở trong cả một cái tông phái đó, nhiều lúc đó cũng có những vấn đề. Vấn đề đó là gì? Vấn đề đó đó là chúng ta tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo. Thì chúng ta tin rằng hãy mình gieo nhân thì cái người gieo nhân đó cũng là người gặt quả. Do đó nói rằng cái khổ là do chính mình tạo. Dạ, cái khổ do chính mình tạo. Mình làm thì mình chịu. Thì như vậy đó là giá trị của nhân quả. Nhưng mà nói như vậy nó có cái mâu thuẫn với giáo lý vô ngã đó, là một chúng sanh mà tạo nghiệp á, và một chúng sanh nhận quả đó, nó nằm ở trong một cái tiến trình, nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau. Như người ta nói là không ai sống, không ai sống hai lần trong một lịch sử, con nói của khi gặp thời cổ. Và do vậy có một số tông phái đó, họ rất là chủ trương chú trọng về một điểm gọi là hằng hữu. Với hằng hữu tức là sự hiện hữu mà thường hằng liên tục. Và bây giờ chúng tôi cũng thỉnh thoảng nghe một số các vị giảng về hằng hữu. Thật ra thì chữ này nó không phải là mới, nhưng mà ngày xưa đó người ta thường dùng cái chữ gọi là chân không và diệu hữu. Dạ, chân không và diệu hữu. Bây giờ họ dùng cái chữ hằng hữu nhiều. Thì về điểm này đó là chúng ta thấy rằng nếu một người làm mà một người đó chịu trách nhiệm thì mới có ý nghĩa về nhân quả. Còn nếu người này làm mà người khác ta nói trang mạng một câu cấp nước thì chuyện đó nó hơi vô nghĩa. Nhưng mà kỳ thực đó, là quan niệm này để có thể nói rằng đó là hai hay là một, mình hay là khác. Và thời Đức Phật còn tại thế thì người ta hay tranh luận với nhau, khổ do mình làm hay khổ do người khác làm. Bài kinh này đó ghi lại lời của Thánh Ni Sê La. Mai mốt khi mà chúng ta học về cái tương ứng của Phẩm Kassapa đó, thì chúng ta cũng nghe ngài Maha Kassapa khi ngài đi khất thực khổ, bị Bà La Môn Pararaja hỏi ngài câu hỏi tương tự như vậy: khổ do mình hay là khổ do người khác làm? Và đây là một ở trong những cái ý nghĩa mà một người học Phật rất cần để hiểu. Hiểu đi chúng ta hiểu về lý vô ngã, hiểu đi chúng ta hiểu về lý vô thường, hiểu chúng ta hiểu gì này để chúng ta hiểu giáo lý duyên khởi, và hiểu để chúng ta hiểu rõ là tại sao chúng sanh đời trước và chúng sanh đời này không phải là hai mà cũng không phải là một, và tại sao chúng ta thể tu tập được. Chúng tôi nói thẳng ra một điều là nếu sự tồn tại của một chúng sanh là hằng hữu, là thường hằng bất biến, thì đâu có gì phải tu. Tu cũng vậy mà không tu cũng vậy, nó không có thay đổi. Và do vậy nếu chúng ta chấp vào thường kiến thì chúng ta sẽ phủ nhận sự tu tập. Và nếu chúng ta chấp vào đoạn kiến, chấp vào đoạn kiến thì người đó không tin, và không tin vào nhân quả. Dù không tin vào nhân quả hay không tin vào giá trị sự tu tập đó, đều có vấn đề lớn trong đời sống.
Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là chúng tôi phải có việc khoảng chừng 5 phút. Không biết là chư Tôn Đức còn có vị nào ở trong lớp học không? Nếu quý vị thấy đã và có thì còn tự quyền, xin thỉnh cần tự quyền quan thủy tiếp lời chúng ta. Tại vì đã có một việc chút xíu, quý vị tự quyền có nghe được. Nếu chư tòa tự quyền nghe được, xin thỉnh chư tòa trả lời cho một câu hỏi. Dạ, sa thú. Dạ, có con. Chư tòa tự quyền, chư tòa quan thủy giải thích là tại sao mình nói rằng bận kiến đó, nó hại hơn là thương kiến. Thậm chí có câu nói là dù là đoạn kiến bằng một hỗn cải á, thì nó cũng mang lại hiệu quả nặng hơn là thường kiến nặng như núi Tu Di, giữa hạt cải và núi Tu Di, họ so sánh như vậy. Nhưng một mặt khác á, thì có nhiều người nói rằng cái ngã chấp á, là một trong những kiến chấp nguy hiểm nhất, mà cái ngã chấp ngã đó thuộc về thường kiến. Thì nếu Phật tử họ đưa lên như vậy là thường kiến và đoạn kiến, cái nào là tệ hại hơn, cái nào là cần được cẩn trọng hơn, thì xin kính thỉnh tổ hoàng nghị giải thích điểm này. Dạ, sa thủ. Dạ, con kính lễ thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai, dạ và con kính lễ đến hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Phật Tần, thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Từ Trì, đệ đức Tinh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. À, quả thật vừa rồi quý kính thưa quý vị, nếu chúng ta cho rằng đó là cái thường kiến đó, mà cái kiến chấp đó, nó rất là ghê gớm và nó khó bỏ, nhưng điều mà tuy là như vậy nhưng những người đoạn kiến đó, là họ không bao giờ họ tin, thà tin còn hơn không tin. Thà là kiến chấp của họ, họ kiến chấp là về một ấn đấng thần linh nào đó, rồi một người đó sẽ ban phước giáng quả vân vân, rồi họ sẽ đậu tác ra cái này cái nọ, hay hoặc là tin tưởng đến một vị thần đó có thể là độ mạng độ trì cho mình vân vân, thì hay hoặc là họ chấp nhận một kiến chấp của chính họ, tức là họ là sinh ra từ thượng đế đã tạo tác họ ra như thế này, hay là họ con của trời vân vân, hay là cái kiến chấp của họ chính là họ nói rằng cái điều đó đó là họ tin và họ biết họ nghĩ như vậy, thì kính thưa quý vị, họ vẫn còn một cái đó gọi là cái tin tưởng, mà cái đó nó tuy nó thuộc về một cái kiến chấp hay cái ngã chấp thủ, mà nó mê lầm như vậy, nhưng họ tin một cái chấp kiến chấp thủ, họ nói rằng cho một cái tảng đá đó nó là có một cái linh hồn, nó có một cái thần linh ngự trong đó, và thần linh này nó sẽ ban phước giáng quả vân vân, thần linh này sẽ như thế này thế nọ, mà chúng ta đã phá họ, hay chúng ta như chúng ta thấy có một số người ở các tôn giáo đó, họ dám bảo vệ cái thần linh của họ, bảo vệ một cái kiến chấp của họ, hay là một cái đấng bề trên của chính họ, ngay cả họ hy sinh cái thân mạng của mình, họ cho đó là một sự xứng đáng chẳng hạn, và chúng ta bảo họ như thế nào họ cũng không bao giờ nghe, thì đó là cái duyên nghiệp của chính họ là vậy. Nhưng quả thật kính thưa quý vị, nó còn hơn là, nhưng vì họ chính vì họ tin như vậy cho nên họ có giết, họ có chém, họ có giết chết những người chống đối với thần linh của chính họ, còn những người không chống đối hay những người không làm hại đến cái thần linh, đến cái đạo của họ, thì họ không có hại mình. Nhưng có một số người mà đoạn kiến vô thần, thì quý vị, họ cực ác. Họ cực ác là sao? Bởi vì họ không tin nhân quả thiện ác gì hết, cho nên kính thưa quý vị là họ phải nói là nó như là bàn tay sắt bột nhung vậy đó. Họ nói hình như điều mà họ đánh chúng ta là chết, nó bén như phải nói như dao lam vậy đó. Thì ở đó chính là một cái tâm ác xấu, một cái tâm mà ghê gớm. Chính vì họ không có cái sợ cái điều tội lỗi. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà cái thường kiến á,
còn khả dĩ chấp nhận là bởi vì họ còn biết, họ còn biết nghe theo, họ còn biết sợ, họ còn biết nghe theo cái bề trên, cái đấng tạo chủ của chính họ. Và đấng tạo chủ của chính họ thì sẽ nói ra những gì đó mà nó cũng mang tính tức là thiện ác một phần, thì họ còn cái một chút gì đó, nhưng họ bảo thủ trên cái sự phép thuật gì của chính họ, hay là trên một cái quyền thế của chính họ. Còn những người mà đoạn kiến nó vô thần, và đó chính là chúng ta mở ngoặc là di vật đó, họ chỉ biết vật chất tạo thành, không có cha, không có mẹ, không có không có quá sanh, không có có Phật trời gì cả. Con người là sanh ra do cha mẹ chết là hết. Vì vậy cho nên ai chống với họ là họ bắn chết liền, ai chống với họ là họ giết ngay, vân vân. Và những gì mà chúng ta thấy cái một cái tinh thần mà đoạn kiến đó, đó thì họ giết hết. Và chúng ta tức là giết lầm chứ không có tha lầm. Chúng ta nói chuyện giết là cái chuyện đó, chứ họ cái pháp kỹ pháp lý gì cả. Tức là không có trái tim, hạ đau không có lưu tình, cắt ngọt sớt, giết như là một cái chuyện như là giết cỏ, như là giết con gà, giết con vịt vậy đó. Không có là cái gì mà họ không có gớm tay. Thì những con người mà có một tinh thần đoạn kiến á, là quý vị biết cái quả của họ rất là ghê gớm. Cái quả của họ chính là họ về sau họ không có tái sanh để làm người được. Bởi vì họ tái sanh ở đó là làm những loài bàn sanh mà thấp bé, hay là đọa những địa ngục rất là đau khổ do cái ác tâm, do cái tầm tứ của chính họ, hay là do cái mà chúng ta gọi là cái yoniso manasikara của chính họ. Thay vì khéo tắc ý đưa đến một chuyện tốt đẹp thì họ khéo tắc ý đưa chuyện tốt đẹp, mà họ đến một cái gì đó, một cái chủ thể, một cái mục đích gì của chính họ, họ chỉ như thế. Cho nên ở đây chúng ta biết là họ không sợ cái gì hết. Như chúng ta biết là thí dụ như bây giờ chúng ta tin, chúng ta tin tội phước, cho nên chúng ta tránh được cái làm ác. Mà nếu như chúng ta không tin được cái tội phước á, thì chúng ta giết một người thì chúng ta sợ rồi. Hay là chúng ta thấy một cái con vật mà nó chết chúng ta cũng thấy thương, chứ đừng nói chi là một con người, người ta đổ máu, người ta rớt cái tay, rớt cái chân, hoặc người ta bị cái tai nạn, chúng ta cảm thấy thương. Còn kính thưa quý vị, đến khi họ giết á, họ cắt từng khúc, mà coi như là rồi còn họ giết bắt đầu là họ coi như là giết nhiều người, thì cái tâm, bởi vì cái tâm mà không sợ tội lỗi đó, cho nên họ giết rất là nhiều người mà không gớm tay. Thì đó là những cái hành động mà nếu chúng ta nhìn, chúng ta suy nghĩ đó, là những người con người đoạn kiến, mà những con người đoạn kiến đó họ đưa lên những chủ thuyết của họ, những chủ thuyết cũng vô thần, cũng đoạn kiến. Cho nên vì vậy á, thí dụ như người ta nói rằng là tại sao mà nói rằng là một hạt cát của thường kiến, tôi xin lỗi, một hạt cát của đoạn kiến nó cũng nguy hiểm hơn là một cái núi của thường kiến, bởi vì một hạt cát này nó sẽ tạo ra hàng ngàn cái tội lỗi, hàng ngàn cái núi khác. Nó chỉ là một hạt cát đó, nhưng nó có khả năng công phá, nó như là một cái nhiều cái tiếng súng, nó không bằng cái hạt nhân đó, nó không bằng một cái, nó cầm một trái bom nguyên tử, nhiều trái bom nhỏ vậy chứ nó thả coi như là ở một cái vùng đất nào đó sẽ tan hoang, sẽ tiêu tùng hết, nó không bằng một trái bom của ngày hôm nay thôi. Thì cũng ví dụ như một trái bom mà thả xuống,
kính thưa quý vị, là cả thế giới này là nguy hiểm. Thì ở đó chính là nó một cái hạt cát như một cái bom đó vậy. Còn biết bao nhiêu là khói thuốc, biết bao nhiêu là vũ khí, biết bao nhiêu là đạn dược, nhưng nó vẫn không bằng một cái hạt bom, không một trái bom nguyên tử. Mà tức là chúng ta biết là vũ khí hóa học đó, hay là đây là một cái bom mà người ta rất sợ trong những cuộc chiến của ngày hôm nay. Thế chiến thứ ba mà xuất hiện có nghĩa là sẽ chết tất cả hết. Thì kính thưa quý vị, thì cũng như thế đó. Thì những cái mà những con người mà có những cái tâm tư độc ác, nó như những trái bom mà hạt nhân nguyên tử. Bom nguyên tử còn nhiều súng đạn khác ở các nơi, nó không bằng chỉ một cái trái bom đó thôi. Như thế nào thì cái động kiến và cái thường kiến chúng ta cũng nói như vậy đó. Biết bao nhiêu là đạn dược, biết bao nhiêu là pháo gom lại chất thành núi, nhưng nó không bằng chỉ có một cái bom đó thôi. Thì một hạt cát đó, hạt cát của thường kiến, nó cũng được ví dụ như một cái bom hạt nhân nguyên tử vậy đó. Thì nói lên cái gì? Nói lên cái sự, một cái sự nguy hiểm và một sự công phá của nó khủng khiếp. Và ở đây nói lên một sự tác hại của nó đến cho chính họ đau khổ, và cho những người khác tùy tùng theo họ. Họ giảng, họ thuyết, họ đưa đến hoặc là cộng trú, cộng sinh với chính họ rất là đau khổ. Thật sự ra đó là một những con người nào mà rất là thiếu phước, rất là khủng khiếp, khi mà cùng đồng liêu hay cùng đồng chồng, đồng vợ, đồng con, đồng cái, đồng anh, đồng bạn gì với những người mà đồng kiếp. Bởi vì thật sự đó, họ không có trái tim. Thấy họ như vậy đó, nhưng không có trái tim. Nó không có trái tim đây cũng như là không có tính thương người, hay là thương cho chính họ, và từ họ không biết thương họ cho nên không biết thương ai đó. Chứ mình được yếu thua hết cả sống chuyện. Bởi cho nên có những cái sự đau khổ, có những cái sự ngút ngàn, những cái quan trái, quán hờn đối với chính cá nhân đó, đối với những con người như thế, hay đối với những người như thế. Và chúng ta biết trong dòng sinh tử đó, họ không, những con người đoạn kiến đó, họ sẽ khó có chủng tử, hay là họ sẽ khó có những cái thiện sự để mà họ, hay là họ dễ làm những cái thiện sự được, có cái tâm mà vị tha, có cái tâm mà từ bi bác ái, hay có cái tâm mà thương tưởng đến người khác được, hoàn toàn không có. Thì cho nên ở đây chúng ta thấy một người mà có một cái tâm ác xấu như vậy, mà chính là một cái đoạn kiến, về sau sinh ra họ làm con người ngu dốt, phải nói là cực kỳ dốt đến nỗi mà mù chữ, mà họ không có tri thức, họ không có cái gì hết. Bởi vì cái đoạn kiến này nó đã công phá và nó đại cho cái đường luân hồi của chính họ phải đổi, phải sanh vào các cái cõi khổ, cõi dữ. Và khi mà có thể, nếu mà còn phước duyên mà tái sanh lại làm người, cái phước duyên đó mà tái sanh lại làm người, thì là những con người rất là khủng khiếp, là những con người rất là ác, còn là những con người rất là tệ hại, nó khiếm khuyết và nó không bằng ai hết. Thì đây chính là vài lời mà con xin có cái ý kiến là như thế. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng kính hòa thượng. Và bây giờ có mặt chưa? Nếu hòa thượng có mặt thì con cũng tỉnh hòa thượng. Dạ, kính thưa quý vị, có lẽ hòa thượng nhất nắng chưa có mặt thì chúng tôi nói tiếp. Quý vị biết những người đó, họ làm điều ác, họ không sợ tội lỗi. Những con người đó chúng ta cho là không có tàm có quý, nhưng nếu mà chúng ta biết được họ đó, họ là vô thần, họ không tin tưởng gì hết, hay là họ có làm thì đó là một sự che chắn, đó là một sự che giấu,
đó chẳng qua đó chính là một sự bôi trơn để nhằm cứ như làm vì nể tình người này, vì nể tình người kia, biểu lại họ lại, biểu xá họ xá, biểu cúng cứu họ dân họ làm này nọ, thì tất cả họ làm theo ta như vậy. Nhưng như vậy không phải là họ tin đâu, và họ còn tự cho chính chúng ta là con người mê tín, chính chúng ta là một con người không hiểu biết. Đâu có một cái ông Phật, đâu có một cái ông thánh, ông thần nào mà chẳng qua con người tạo tác ra, hay con người do coi như là tôn giáo chính là một cái như là một cái liều thuốc phiện mà để sai sử người và đưa cho họ, họ mê sai rồi đó, thì bắt đầu cho cứ cho họ uống thuốc tôn giáo vô là họ tỉnh, như là một số cái phim mà phim kiếm hiệp mà chúng ta y như mà bị uống thuốc, mà như là tới ngày tới giờ rồi phải có thuốc mới giải những cái cơn đau cơn khổ, thì họ cho rằng đó là dùng bùa mê thuốc lú hay là dùng cái một cái chất gì đó để sai khiến họ, chứ hoàn toàn không có tin. Nhưng chúng ta biết khi mà họ thấy đó, có một số người mà chúng tôi được biết khi mà họ không buổi đầu họ không tin, đến khi họ tin thì nó quá trễ. Đến khi họ tin thì nó quá trễ, lúc họ bệnh hoạn, họ mới thực nghiệm lại, họ mới nhớ lại. Họ mới nhớ lại thì lúc đó đã muộn màng. Thì không còn kịp giờ nữa, nhưng điều cũng may mắn là họ cũng còn cứ như hối hận cũng còn chút gì để nhớ để thương đó. Chứ còn ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, chúng ta mãi mãi phải đối diện, mãi mãi phải có một cái sự khổ đau trong cuộc đời này, đó chính là cái gì, rồi chúng ta cũng dễ dàng rơi vào cái sự nghi ngờ, chứ không phải là chúng ta, mà có đôi khi quý vị biết chúng ta cũng khởi lên những cái tư tưởng của đoạn kiến đó, chứ không phải không, chuyện mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta là thường kiến, chắc chắn sẽ thường kiến một cái tư tưởng của đoạn kiến, bởi vì trong vòng luân hồi này chúng ta đã có nhiều lần là thường kiến và cũng có đã nhiều lần đoạn kiến, chứ không phải là không có đâu nha. Thì cái chủng đoạn kiến đó, nếu chúng ta khởi sanh lên mà chúng ta không có một cái niềm tin, không có trí tuệ để chúng ta áp chế, là nó sẽ sai khiển chúng ta, sẽ tức là cứ như là cái phiền não tiềm miên đó nó sẽ dẫn chúng ta đi ngay. Có nhiều người đó, quý vị biết, có nhiều cái tâm thành buổi ban đầu, họ có nhiều nhiệt tâm, họ có nhiều cái tâm thành, đến khi rồi đến họ gặp những cái chuyện trái ngang ở trong con đường mà họ, cái tôn giáo mà họ phụng thờ, cái tôn giáo mà họ tôn thờ, đến mà có những chuyện trái ngang đó họ khủng khiếp, bây giờ họ không tin cái này, không tin cái nọ nữa, chứ không phải một chuyện đơn giản đâu quý vị. Còn có những người thì họ có thể vượt qua được, còn những người họ không tin nữa, thì đây cũng là cái nghiệp duyên của chính họ. Cái tinh thần của Đức Phật ngài rất là hay, ngài không muốn ai tin cái lời dạy của chính ngài, mà không có nếm trải hay không có cái sự thực nghiệm, bởi vì cái giáo lý của Phật ấy, nó khác một điều hơn là các giáo lý khác, đó chính là đến để mà hiểu, chứ không phải đến để mà tin, đến để mà tu, đến để mà thực nghiệm, chứ không phải đến để mà tin. Cái việc mà đến để mà tin đó Đức Phật ngài không cần, bởi vì ngài không bao giờ muốn chúng ta rải hoa để tung đón, để tôn thờ cái lời dạy của chính ngài, mà ngài luôn luôn chỉ dạy cho chúng ta hãy đến để mà thấy. So thamang pasti, so mang pasti, hay là so mang pasti, so thamang pasti. Ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta đồng nghĩa người đó đã thể nhập pháp tánh đồng như Phật. Thấy không? Có nghe là đến đi theo chơi dấu chân của ta, chứ không phải đến để mà tôn thờ ta. Này quốc lý thân của Như Lai 32 thể được cũng bị sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, ngươi hãy
hay nhìn thấy cái pháp thân của ta chính ta, đó chính là cái sự chứng đắc hay là cái sự thành tựu, cái sự viên mãn mà Ngài đã tu chứng. Thì ngay khi đó đó, mà Ngài đã thành tựu, thì đó chính là sự nhìn Ngài một cách tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta biết Đức Phật Ngài luôn luôn kêu gọi chúng ta cần phải hiểu về lời dạy của Ngài. Để từ cái hiểu về lời dạy của Ngài, chúng ta mới thực hiện được cái sự tu tập đi con đường đúng đắn bằng cái trí tuệ, bằng một cái sự tu tập chính chắn. Niềm tin đó phải có một trí tuệ. Bởi vì quả thật niềm tin đây chính là hạt giống, niềm tin đây chính là cây trồng của thiện sự, nó khởi lên tất cả mọi thứ. Hay là đó chính là tính lực trong ngũ lực. Và chính cái tính lực đó nó đưa thúc đẩy chúng ta đến cái tấn, đến cái niệm, đến cái định, đến cái tuệ lực, và chúng ta mới thành tựu được cái sức mạnh đó, mới thành tựu được những cái pháp độ mà chúng ta thực hành, hay là chứng đắc thánh đạo thánh quả. Không phải bình thường mà nó rất là đặc biệt. Cho nên nhiều khi nếu chúng ta mà không có cái sự tu tập thì thời chúng ta rất là bất an. Nếu như chúng ta dễ rơi vào tà kiến lắm, bởi vì cái chủng tà kiến nó vốn tức là Mitcha nó sẽ giá mà tà kiến tìm miên hay vô minh tìm miên đó, hay tham tìm miên đó, chính là nó đã ngủ ngầm trong tâm của chính chúng ta rồi. Cho nên chúng ta dễ dàng khởi lên một cái thường kiến, cái đoạn kiến, chúng ta nhớ rất dễ. Chứ không phải là ở bên mình quy y Tam Bảo rồi, mình người có nghe pháp, học Phật pháp rồi, có như lúc tư tưởng chúng ta khởi lên cái đoạn kiến đó nha. Còn cái thường kiến là chúng ta rơi vào hoài, chúng ta đâu có biết. Như chúng ta tin tưởng một cái sao hạn ngày giờ, chuyện hên chuyện xui, chuyện mà nó bị chuyện này, chuyện bị cái kia, và chúng ta phải bị cái hạn này sau nọ, hoặc tuổi này tuổi kia, thì đó chính là cái thường kiến hết đó quý vị. Còn Đức Phật nói ngày nào lành ngày đó là ngày lành, giờ nào làm việc lành giờ đó là giờ lành, và có phước thì mọi chuyện nó vượt qua hết. Như là một cái việc phong thủy, cuối cùng nói chúng ta nói phong thủy nó là khoa học, nó là hay, nhưng cuối cùng nếu chúng ta có phước thì chúng ta chọn đúng cái phong thủy, chọn đúng cái long mạch nó. Còn nếu chúng ta không có phước thì dầu chúng ta ngồi trên long mạch cũng có gì. Thì đây muốn nói cái gì? Dầu cho cái điểm đó, Đức Phật Ngài là bậc toàn tri, cho nên Ngài hiểu biết hết. Nếu như trên cái long mạch đó giàu có, vậy mấy thầy địa lý đi tìm long mạch, tại sao mấy thầy địa lý cũng vừa chứ không có giàu có gì như là những người khác? Biết thì ông ta đi tìm những cái điều tốt đẹp để ông ta thừa hưởng trước. Nhưng cái thưa quý vị, các thầy địa lý bây giờ cuối cùng các thầy cũng phải nói là phải do cái mạng phước của con người, nó có cái duyên phước thì là tốt. Cũng vậy, cái giờ lành không bằng cái tâm lành, cái ngày lành không bằng cái sự thực hiện trong ngày đó về những việc lành. Ngày lành đó nhưng chúng ta làm những cái việc ác thì ngày đó cũng là cái ngày xấu, mà cho là ngày xấu nhưng chúng ta làm những cái việc lành nó cũng sẽ quá lành. Cho nên ở đây người đệ tử có một chánh tri kiến thì chúng ta không phải lo sợ. Rồi bây giờ quý vị biết cái thường kiến nó rơi vào nghe cái hụ cái là ớn ốc liền. Chết vào cái giờ này chúng ta sẽ bị trùng tan. Chết vào cái giờ này là cái giờ xấu. Coi như là về sau cha về sẽ bắt con, hay là chồng về sẽ bắt con, bắt vợ đi theo vân vân. Nếu mà là cha mẹ làm sao mà bắt con đi theo, bởi vì thương con mà. Còn nếu như con thương cha mẹ thì làm sao mà làm hại cha mẹ. Anh em thương nhau thì làm sao mà làm hại nhau. Cho nên cái chuyện mà trùng tan liên tục, rồi giờ nó hôn
một năm như vậy chết hai ba người, hay hoặc là một năm này chết, một năm sau chết, thì làm sao mà không chết? Có một lần có mấy đứa con hỏi, bắt đầu đầu tiên là bà chết, thế sao tới ông cụ đó ông chết nữa? Thì mấy đứa con coi như là một năm sau ông chết, bà chết cách đâu năm sau chết. Nó chết rồi, thầy ơi, cô kiểu này là phải trùng tang hay không? Cứ chúng tôi cười, chúng tôi nói không. Hai ông bà mới cứ 90 mấy, gần 100. Thì cái chuyện sống chết là cái chuyện nó bình thường. Còn nếu như quý vị biết là, nếu quý vị tin theo cái vấn đề mà ngày giờ đó, quý vị hỏi các thầy coi, với cái người mà tuổi mà 90 mấy, 100 kiểu này đó, là vượt ngoài số mệnh. Họ sống được ngày nào hay ngày đó, chứ không ai mà nói rằng được một trùng tang liên tán, không có thầy nào mà triệt được cái tang đâu. Nói thẳng vô cải số, không có chuyện cải số cải nghiệp, không có chuyện đó. Vậy họ cải cho chính họ chết đi, họ cũng phải chết. Thế đây những cái thường kiến chúng ta dễ gặp lắm, và cũng vậy, một cái sự nghi ngờ về đoạn kiến chúng ta cũng dễ vô tình, nó nhiều lắm. Mà chính vì cái sự đoạn kiến đó, cái tâm mà nó dễ khởi lên, như đầu chúng tôi đã nói đó, cái nghiệp nó ngủ ngầm, cái duyên của chúng ta với cái duyên tà kiến đó, nó nặng. Mà duyên về cái tà kiến, về đoạn kiến đó, thì đầu tiên họ tin, đầu tiên họ thường kiến, sau đó họ trở nên đoạn kiến. Và cái đoạn kiến này nó khó trở về lắm quý vị. Nó lạ một điều gì đó. Khi mà chúng ta rơi vào đoạn kiến thì cái nghiệp dẫn đó, nó dẫn chúng ta đi, cái vô minh nó dẫn dắt chúng ta đi rất là xa, để chúng ta làm các, rồi chúng ta làm những cái ác sự, những cái điều bất thiện để gây tự cho mình và cho người. Bạch Hòa Thượng đã quay trở lại chưa? Nếu Hòa Thượng quay trở lại, cô cũng thỉnh Hòa Thượng. Còn nếu như không thì kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Quan Hỷ có đôi lời để tiếp tục cái chương trình. Trời nhật, con kính cung thỉnh với Ngài. Nam Mô Phật. Sao kính chương trình đó, thưa quý vị. Phật tử, chúng tôi xin được theo lời của Thượng Tọa Thượng Quyền để chia sẻ thêm bài ý nghĩa liên quan đến bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta vừa nghe Chư Tăng nói về hai cái tà kiến là kiến và đoạn. Kiến thì đầu rất là áp, ngay cả trong đời người rất là tỉnh táo mà là người Phật tử thì chúng ta vẫn có những chấp kiến, và những chấp kiến thì nó liên quan đến thường kiến hay là đoạn kiến. Ví dụ như là thỉnh thoảng chúng ta có làm một việc gì đó không được tốt, và mình nghĩ rằng nếu người khác không biết thì thôi, nó cũng sao hết, thì cái đó nó là liên quan đến đoạn kiến. Bởi vì nhân quả đó, nó không có phải là nó hoàn toàn bị tuyệt diệt khi người khác biết hay không biết. Dạ, nếu chúng ta tin thực sự vào lý nhân quả. Nhưng mà đoạn kiến thì tương đối ít hơn là thường kiến. Thường kiến là chúng ta chấp vào sự hằng hữu, là sự tương tồn bất biến. Và ví dụ như ba điều mà Đức Phật Ngài thường dạy đó, là chúng ta nên quán tưởng đây không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Thì chúng ta bị ba điểm chấp về ngã, ngã sở và mạng tiền biến đó, thì nó đều có ít nhiều liên quan đến ngã chấp. Rồi ngã chấp thì là cái gì đó, nó thương hằng. Do vậy, một người đã nói xấu mình cách đây 5 năm, và bây giờ thì mình vẫn ghim trong người mình. Mặc dù bây giờ đó, thân tâm của mình thay đổi, và thân tâm mình cũng đã thay đổi. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy, và những nguyên trạng giống như là mình bị rớt một thanh gươm. Ở dưới mạng thuyền, mình đánh dấu trên mạng thuyền, đi về nhà vẫn nghĩ rằng thanh gươm rớt chỗ đó. Nhưng mà kỳ thật là có sự thay đổi, chuyển dịch. Chuyển dịch của tự thể, chuyển dịch của yếu tố khách quan, chủ quan, chuyển dịch của thời gian. Thì như vậy chúng ta phải nhìn nhận một điều là bản thân của chúng ta đó là phàm phu, chưa đoạn diệt được phiền não hoàn toàn. Thì chúng ta vẫn có chấp thường và chấp đoạn,
mặc dù là người Phật tử, là người có tín ngưỡng, có tin Phật pháp, thì cái chấp đoạn của ta nó rất ít so với chấp thường. Chấp thường chúng ta chấp rất là nhiều. Ví dụ như mình hiểu rằng mọi pháp đều do nhiều nhân nhiều duyên, không có một cái gì mà là độc tôn làm chủ tất cả, nhưng mà chúng ta vẫn tin vào cái tôi, cái ta của mình, thì cái tin đó nó cũng là thường chiến. Và do vậy, sau khi mà chúng ta hiểu rõ về cái thường chiến và đoạn chiến đó, thì chúng ta nên hiểu cách nào mà chúng ta có thể sống với điều đó. Nó tương tự như là mình biết rằng COVID nó hiện diện ở trong cuộc sống hôm nay, từ trong gia đình tới cộng đồng, tới mọi nơi. Mình không biết khỏi COVID thì mình làm thế nào mà mình hạn chế cái cơ hội lây nhiễm càng nhiều càng tốt. Và rồi chúng ta cũng chuẩn bị dự phòng là trong trường hợp mình tự nhiên bị lây nhiễm thì mình có thuốc sốt để uống tạm thời không? Mình có những gì để mình có thể đối đầu với COVID, thay vì tới lúc đó rồi chúng ta ơi ới lên mà không biết mình làm cái gì? Thế thì rõ ràng là phạm phu của chúng ta luôn luôn có thường kiến và đoạn kiến. Chúng ta đừng bao giờ quan niệm rằng chỉ có những người các tôn giáo, các tín ngưỡng hay là người không có tôn giáo thì họ mới rơi vào đoạn kiến và thường kiến. Ở đây đoạn kiến, thường kiến nó không có mang cái màu sắc của tôn giáo, không mang nhãn hiệu tôn giáo, mà nó là cái gì rất là riêng tư. Và ngay cả chúng ta đều chấp, chấp ngã là một thí dụ của thường kiến. Thì chúng ta làm sao để chúng ta sống với điều này? Thứ nhất quý vị, chúng ta nên hiểu cái nhìn của mỗi người đó. Nó có ba cái tầng cấp khác nhau. Một là cái nhìn tương đối là xu hướng theo thời, theo xã hội. Ví dụ như là cái mối thời thượng là người ta nói rằng xài cái phone như vậy, mặc quần áo như vậy, đi xa hơi như vậy là tốt. Rồi chúng ta lại có cái xu hướng lại bắt chước theo. Đó là một cái. Điều thứ hai đó là cái nhìn của chúng ta do cái thói quen. Và thói quen này đó, nó không hẳn là một điều nó thuộc về lý lý, mà trong tâm lý học Tây Phương đó, họ gọi là irrational behavior, tức là những cái gì mà nó không có thuộc về lý duyên phận, mà tại vì nó thuộc về thói quen. Ngoài cái ảnh hưởng của xã hội, của trào lưu, ngoài ảnh hưởng của thói quen á, thì chúng ta còn có một cái cách tư duy mà chúng ta gọi là tư duy của lập luận. Tư duy này là tư duy của sự suy xét. Thì thứ gì trên phương diện mà thường kiến và đoạn kiến, mà do thói quen hay là do bản năng và chấp thủ thường kiến và đoạn kiến do xã hội đó, thì chúng tôi nói nhẹ. Nhưng mà một khi mà đặt lên cái bàn mổ của lý trí, suy tư, thì chính thức được Phật tử nên tránh. Chúng ta nên hiểu rất rõ. Tại vì nếu chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta bị rất là đáng tiếc, là vì chúng ta quy ta bảo, chúng ta học Phật pháp, mà do cái giáo lý về thường kiến đoạn kiến, chúng ta không có cái niềm tin căn bản ở giáo lý duyên khởi, không có niềm tin căn bản ở giáo lý nghiệp báo nhân quả, không có niềm tin chuyển hóa của sự tu tập. Hồi nãy chúng tôi có nói quý vị là khi một người mà chấp thủ về đoạn kiến thì người đó lại không thực, là không có cái niềm tin y cứ trên lý nhân quả. Lý nhân quả là mình làm cái gì đó thì nó vẫn còn lưu lại. Giống như bà Nipama, một vị thiền sư cư sĩ, bà có nói là you never got away with nothing, là chúng ta hành động thì không bao giờ mà chúng ta rời bỏ cuộc đời này mà tất cả điều đó nó đều tan theo mây khói hết, nó vẫn còn lưu lại. Thành ra khi mà một người tin vào đoạn kiến là không tin vào nhân quả. Nhưng mà một người tin vào thường kiến đó, là họ tin vào sự hằng hữu. Sự hằng hữu ở đây tức là cái sự không có biến đổi, không có sanh diệt. Thì cái đó nó đi ngược lại với cái tính lý về cái khả năng chuyển hóa ở trong đời sống của chúng ta. Nếu mà
chúng ta không có khả năng chuyển hóa thì Đức Phật không dạy chúng ta tu. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng ai tin vào cái định mệnh, ai tin vào một cái số mệnh đã an bài, thì Như Lai nói rằng người đó rơi vào trong niềm tin là sự tu tập không có giá trị, bởi vì tất cả mọi việc đã an bài rồi. Thật ra cả hai nó đều cần phải tránh. Nên chi trên phương diện cái xu thế của xã hội hay là bản năng mà chúng ta gọi thói quen đó, thì chúng ta có thể vướng vào thường kiến và đoạn kiến không nói. Nhưng mà trên phương diện suy tư, trên phương diện hiểu đó, thì chúng ta phải hiểu một cái chính sách. Và để tránh được cái nhìn gọi là thường kiến, rồi một trong hai tàng kiến chấp nhất quan trọng đó, thì trước nhất chúng ta phải học cho thật kỹ về giáo lý duyên sinh, duyên khởi. Tức là tất cả những hiện tượng tồn tại đó là một dòng tiếp nối của sanh diệt, hay là cái này nó tác động cái kia tác động cái đó. Có nghĩa là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên nhân sắc, nhân sắc duyên lục nhập. Và chúng ta không thể nói rằng vô minh với lục nhập nó là một, hay vô minh lục nhập nó là hai. Nó cùng trong một dòng chảy. Dạ, nó cùng trong một dòng chảy, thưa quý vị. Nhưng mà nó lại có cái sự gì đó. Do vậy, với người Phật tử là chúng ta nên học giáo lý duyên khởi, nên chúng ta học về những cái bản chất cuộc sống là Đức Phật gọi là vô thường, khổ vô ngã. Vô thường là tất cả mọi vật đều di chuyển, không có gì đứng yên. Khổ não là không có cái gì hoàn hảo toàn bộ. Dạ, tất cả đều có cái khuyết điểm. Và vô ngã là không có một cái gì làm chủ hoàn toàn. Dạ, tất cả không có gì làm chủ hoàn toàn. Nên chúng ta học như vậy là, và thứ nữa đó là ở trong đời sống này đó, chúng ta nên hiểu rằng mỗi người đều có cái đều có một cái hai cái lực, cái lực giữa lý trí và cái lực của bản năng. Và bản năng ví dụ chấp ngã đó, đó là cái gì bản năng. Và nếu chúng ta tu tập, giả sử mình tu tập chánh niệm, mình nhìn hơi thở ra, hơi thở vào, nhìn cái sanh và cái diệt đó, thì lúc chúng ta nhìn một khách quan đó, thì cái chánh niệm nó giúp chúng ta giảm đi cái nhìn của bản năng. Còn nếu bình thường thì chúng ta hay chấp thủ ở bản năng của mình, và cái chấp thủ đó là những chấp thủ rất là tai hại. Nên chúng ta không có quan niệm rằng chỉ có người ngoại đạo, những người không học Phật pháp mới rơi vào thường kiến và đoạn kiến. Mà chúng ta nên hiểu rằng cái sự chấp ngã và những cái chấp kiến đó, ở đây chúng ta dùng chữ chấp kiến nó hơi sai, tại vì chấp kiến khi nào là mình biết chuyện nó sai, mình vẫn cố gắng mình giữ mà chấp kiến. Nhưng chúng ta nói có cái thường kiến và đoạn kiến thì đó vẫn có trong đời sống của chúng ta. Ngay cả một người Phật tử, ngay cả một nhà sư, ngay cả một hành giả tu tập. Và chúng ta luôn luôn phải phấn đấu để làm sao cái nhìn đó nó bớt đi cái sự chi phối của cuộc sống. Thì đó là điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử thêm về bài kinh này. Nhưng mà bây giờ thì xin hỏi là không biết Thượng tọa Pháp Tân còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tân còn ở trước máy đó, thì xin Thượng tọa Tân Hoàng Nghĩ trả lời cho một cuộc thảo luận. Thượng tọa Tân ơi, có nhiều người nói rằng nếu mà một người tạo nhân và người tạo quả là hai cái ngũ uẩn khác nhau, và ngũ uẩn đời trước không phải ngũ uẩn đời này, thì chúng ta có nên nói rằng mình chịu trách nhiệm về hành động của mình không? Tại vì nếu một người mình làm thì mình chịu thì mới gọi là trách nhiệm. Còn nếu mà ngũ uẩn này làm, ngũ uẩn khác nhận quả thì làm sao gọi là chịu trách nhiệm được? Thì xin kính thỉnh tọa Pháp Tân Hoan Hỷ giải rõ cái này. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con kính đảnh lễ chư Phật Đức, kính chào đại chúng trong lưng. Dạ. Chúng ta thấy rằng
thường thường đó, mình nói là mình tạo nhân thì phải nhận quả, tạo nghiệp thiện thì nhận lấy quả thiện, quả lành, tạo cái nghiệp bất thiện thì nhận lấy quả khổ. Thường là câu nói là chúng ta nói vậy. Rõ ràng thì nhân quả nó có sự tương tác với nhau, liên hệ với nhau, và nghiệp và quả của nghiệp nó có sự liên quan với nhau, nó có sự liên quan với nhau. Nhưng mà khi mà mình tạo nghiệp đó, thì ngay cả ví dụ như mình tạo nghiệp ở kiếp này đi, mình quen tạo cái nghiệp bất thiện, một người tạo cái nghiệp bất thiện, quen làm như vậy rồi, và đến khi họ chết thì chúng ta biết rằng cái nghiệp đó nó dắt dẫn và nó tạo cho nhận lấy cái quả. Khi mà thức chúng ta tái sanh, nếu một người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì do cái nghiệp bất thiện đó cho nên là dẫn đến cái quả tái sanh, cái thức tái sanh. Cái thức tái sanh đó chúng ta không nói rằng là, bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta tái sanh ở kiếp kế tiếp đó, thì cái thức đó chúng ta biết rằng chúng ta tái sanh thì chúng ta phải nhận lấy cái nghiệp mà chúng ta, cái nhân, cái quả, cái nhân của nghiệp ấy, tức là chúng ta đã tạo cái nghiệp đó thì chúng ta nhận lấy cái quả đó, chúng ta tái sanh nhận cho chúng ta tái sanh vào khổ cảnh. Một người đó thì tạo cái nghiệp thiện đi, quen làm cái nghiệp thiện hàng ngày, thường xuyên làm như vậy, đến khi mà họ lâm chung, họ mất đi, họ sanh về cảnh giới an lành. Cái việc mà họ tái sanh cảnh giới an lành thì do cái thiện họ làm, thì cái thức tái sanh của họ đó, nhận lấy cái nghiệp đó, cái nghiệp đó là nghiệp thiện, cho nên họ tái sanh cảnh giới an lành. Thì chúng ta thấy ở đây đó, khi mà nói đến thức đó, thì cái ngũ uẩn của đời trước, đời này đi, ví dụ như là mình nói là đời này, thì nó là mình là cái gì đó, là người nam, người nữ gì đó. Nhưng mà rồi mình tái sanh kiếp sau, nếu mà mình tạo cái nghiệp thiện, thì tái sanh kiếp sau có thể mình sanh lại làm người, có thể mình sanh lại làm chư thiên, ở cảnh giới hoặc cảnh giới khác đó. Thì cái ngũ uẩn đó, chúng ta thấy rằng nó không phải là cái ngũ uẩn này đâu, nó không phải ngũ uẩn này, nhưng mà do cái nghiệp chúng ta tạo đó, nghiệp chúng ta tạo đó, thì dẫn đến cái thức tái sanh, và cái thức đó chiêu cảm lấy cái nghiệp, thì bây giờ chúng ta làm người thiện đời này đó, thì kiếp sau chúng ta sanh cảnh giới lành, cảnh giới thiện, ví dụ hoặc làm chư thiên, hoặc là mình tu chứng thiền á, thì mình sẽ trở thành những vị phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới. Như vậy thì cái mà chúng ta nhận lấy cái quả thì nó không có mất, không có đâu hết á, không có khác. Tại vì khi mà chúng ta tạo lấy cái nghiệp nhân, cái nghiệp mà chúng ta tạo, thì cái quả nó dắt dẫn cho chúng ta, mà quả nó, cái quả của nghiệp ấy, nghiệp thiện đấy, thì nó dẫn đến cái quả thức mà chúng ta tái sanh trên cảnh giới an lành. Bởi vì cho nên là một người mà tạo cái nghiệp thiện ấy, thì cho cái quả tái sanh về cảnh giới an lành. Ví dụ nếu mà mình nói ở trong vi diệu pháp ấy, thì với chính cái tâm thiện, chính cái tâm đại thiện của mình làm cái việc gì đó, từ bố thí, từ cái việc trì giới, từ cái việc tham thiền, mình tham thiền mà mình chưa chứng thiền thì cũng phải là tái sanh ở các cảnh giới chư thiên, cảnh giới chư thiên nè, hoặc là chư thiên đau lợi đấu xích dạ ma, hay là tứ thiên vương gì đó, tùy theo cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình đã tạo ra. Cho nên cái ngũ uẩn trước và ngũ uẩn sau nó không phải là một, nhưng mà cái nghiệp thức mà chúng ta đã tạo, thì nó dẫn
đến cái thức tái sanh. Khi cái thức tái sanh nó đã chịu cảm lấy cái nghiệp, nghiệp đó có thể là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, thì chúng ta nhận lấy cái quả đó. Cái quả đó là cái quả khổ sầu hoặc là quả an lạc ở trong tương lai. Vì vậy cho nên là chúng ta không thể nói rằng ngũ uẩn trước nó là một, biết ngũ uẩn sau là một, nhưng mà nó cũng không phải tách rời. Vì cái trong dòng sanh tử thì nó là cái sự tiếp nối với nhau. Có khi thì chúng ta sanh ở cảnh giới này, có khi thì chúng ta sanh ở cảnh giới kia. Sự nối tiếp đó nó chẳng qua là thay đổi ở cái một điều, đó là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có thể là nếu là mình bây giờ làm người, kiếp sau có thể là mình làm người hoặc kiếp sau mình cũng không thể làm người được, vân vân, thì nó cũng tùy theo cái ảnh nghiệp của mỗi sanh để tạo ra. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này đó là bây giờ nếu như mình nói rằng bây giờ mình là cái người tam nhân đi, tam nhân tức là mình khi mà mình tục sinh tái sinh mình là người tam nhân, tức là tục sinh có nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si đó, thì có đầy đủ ba nhân thiện. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày này mình tạo cái nghiệp mà bất kỳ, có thể là trong đời sống tương lai chúng ta sanh là một cái người khổ hay là sanh là một cái người lạc vô nhân, thì cái giai đoạn đó, ở cái điều đó chúng ta thấy nó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì sao? Bây giờ thì chúng ta là người tam nhân, nhưng mà mai sau chúng ta là sanh làm người khổ, hay người là cô nhân, hay là người dị nhân, hoặc là bây giờ chúng ta làm người, đời sau chúng ta sanh vào khổ cảnh, hoặc là đời sau chúng ta sanh làm một làm chư thiên. Thì tất cả những cái sự liên tục đó, là do cái nhân duyên, do cái thức để chúng ta tái sanh. Và khi mà thức tái sanh như vậy đó thì là do chiêu cảm lại cái nghiệp của mình, ngũ uẩn trước và ngũ uẩn sau thì nó hoàn toàn nó khác nhau, nhưng mà cũng không phải là giống nhau, khác nhau hoàn toàn, không phải là một cũng không phải là ai ở đây đấy, vì nó có cái sự tương tục với nhau, nó có cái sự luân chuyển tương tục với nhau trong cái đời sống này. Có khi thì chúng ta tạo cái hạnh nghiệp này, có khi thì chúng ta tạo cái hạnh nghiệp kia. Nhưng đừng nghĩ rằng là có một cái gì đó, nó hàng hữu để nó nhận lấy cái đó, hay nó tiếp nhận với những cái điều đó, những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó. Cho nên ở đây đó chúng ta biết rằng là những cái điều mà cái sự tương tục trong đời sống luân hồi này nó lắm và nó dài lắm, và ở dưới dạng này hoặc dưới dạng khác thì nó cũng không thể nói rằng là một được, mà nó cũng không phải là hoàn toàn là hai cái nó khác nhau, bởi vì nó có cái sự liên quan với nhau ở trong đời trước và đời sau, hiện tại và tương lai đấy, thì nó có cái sự liên quan với nhau ở trong cái đời sống này. Cho nên khi mà nói đến cái nghiệp luân hồi đó, là chúng ta tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, thì nó thường là có những cái quả, đưa đến cái quả, mà cái quả đó, khi chúng ta tái sanh thì chúng ta có thể rằng nhận lấy cái quả đó. Cái quả đó là có cái khổ, hay là quả đó là quả lạc ở trong đời sống, quả vui hoặc là quả khổ, tùy theo cái hạnh nghiệp của mỗi người. Và cái nhân duyên, cái duyên đó đó, nó phải liên quan khi mà mình thì có cái nghiệp tạo thì có cái thức tái sanh ở trong đời sống. Và thức tái sanh đó, chúng ta hiểu là nó có thể là cái thức để cho chúng ta đi tái sanh, thức mà ở trong đời sống này, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm này nè,
nó cũng tạo nên cái điều mà chúng ta nhận định ở trong đời sống này. Thì chúng tôi xin có cái ý chia sẻ ít lời ở trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con không biết là Hòa Thượng còn ở trước máy không ạ? Nếu Hòa Thượng có trước máy thì Hòa Thượng lên tiếng, còn không thì bây giờ dạ. 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 Xin kính chân thưa tòa Pháp Tịch. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng với lời trình bày của chư Tăng trong lớp học hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái điểm về Phật Pháp mà không phải chúng ta chỉ nghe hay là chúng ta hiểu qua xử lý được, mà chúng ta cần áp dụng cái thực tiễn trong đời sống. Và cái khổ do mình tạo hay do người khác tạo đó là một câu hỏi mà nếu chúng ta có câu trả lời, chúng ta sẽ thấy rằng nó liên đới rất là nhiều phần quan trọng khác nhau của Phật Pháp, từ cái lý dừng khởi đến nghiệp báo. Và dĩ nhiên nó liên hệ đến trong đời sống của chúng, kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rư Phật Pháp. Thì mai này chúng ta có lớp thắng pháp yếu và giảng sư là Thượng Tuệ Siêu. Kính đại lễ chư Phật đức thân chào tạm biệt Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.